không có gì là rác cả. Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên 40, Soko tìm về căn nhà cũ, đối diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em ly tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mạo nhiệm kỳ diệu nào đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút, rồi Soko mạnh dạn bấm chuông. Con cần giúp đỡ gì chăng? Xin người hãy thu nhận con làm đệ tử. Từ nay con nguyện một lòng đi theo con đường người chỉ dẫn. Con tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi. Con xin hết lòng tin tưởng sư phụ. Vậy thì đi theo ta. Quét dọn vườn đi. Tạ ơn đại sư đã thu nhận con. Công việc quét vườn thì có chi khó đâu, mình làm một loáng là xong ngay thôi. Soko hăng hái quét, quét và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất sỏi, đá vụn và lá khô. Đại sư, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ? Rác? Ngươi nói gì? Không có gì là rác cả. Đây không là rác thì là gì chứ? Vào nhà kho kia lấy cái bao nhựa lớn ra đây. Khi Soko tìm được bao nhựa mang ra, thì thấy đại sư đang dùng hai tay gạt đám lá khô qua một bên. Mở rộng miệng bao ra. Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy mình quơ từng ôm lá bỏ vào bao. Thỉnh thoảng lại dậm dậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Đem bao lá này vào nhà kho để dành đun nước tắm. Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu được ta? Cô thấy hàng hiên ngay dưới ống máng xối kia không? Cô thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi đá vụn này ra, trám vào những chỗ đó. Soko vừa làm vừa thán phục thầy mình, vì quả thật sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa. Bây giờ đống rác chỉ còn lại đất và rêu, lần này thì chắc chắn phải hốt đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu lên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đất, từ tốn trám vào. Con thấy đó, bây giờ thì đống rác theo ý của con đã không còn nữa, nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom để quẳng đi đâu. Mỗi loại rác nếu biết tận dụng sẽ lại trở thành hữu ích đó. Không có gì là rác cả, tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoa có rác. Hãy nhìn thiệt kỹ, thiệt sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng để loại trừ, vứt bỏ. Cho đến khi nào chúng ta nhận ra không có gì là rác cả, để ôm ấp bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp đẽ biết dường nào. Ông lão bán dầu. Thuở xưa ở vùng nọ có một vị quan tên là Tế Tư, nổi tiếng với tài bắn cung bách phát bách trúng. Thời bấy giờ không ai bằng, nên ông ta cũng lấy thế làm kiêu căng. Người ta sống trong một ngày, có nghe một điều phải, làm một việc phải, ngày ấy mới không hư đi. Nay ta sống đã qua bao mùa lá rụng, mà chuyện bắn cung chẳng ai bằng ta hết cả, thì cần gì điều phải với điều ngay? Cần chi việc trước sau cho tỏ tường minh bạch? Bởi lời khen đã phủ vây lấy ta nhiều quá xá, thì để ý làm gì tốt nọ với xấu kia? Để ý chi mấy ngày? Vô tích sự. Chỉ là với ta, ngợi khen mới thiệt là hết ý. Ông Tư thường bắn cung trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn cung thì bèn đặt gánh xuống, đứng coi hoài.
ông lão thấy ông Tư bắn 10 phát trúng được 8-9 thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Ông lão kia đứng coi ta bắn cung mãi đến giờ mà coi bộ không phục sao? Người đâu, cho gọi ông lão đứng ngoài cổng vào đây. Bẩm ngài cho gọi tôi ạ. Nhà ngươi cũng biết bắn cung à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao mà ngươi gật gù kỳ như vậy? Có gì đâu mà giỏi, chẳng qua là quen tay thôi. Từ trước tới giờ chưa có ai đứng trước mặt ta mà dám nói này nói nọ, duy chỉ có lão này ở tuổi đã gần đất lại ăn nói y xèo theo kiểu thiếu niềm tin, thì ở bên trong hẳn đã đeo mang điều trá ngụy. Mà giả như lão đây do người ta đưa tới nhằm gây cớ hiềm thù cho thỏa cái lòng sân si, thì trong phút chốc ta không thể mắc bẫy được, chỉ bằng nén giận để dò xét tình hình. Chớ thẳng như ruột ngựa, có ngày ta chết sớm, bởi quan lại đương triều chẳng đặng mấy người ưa. Người dám khinh ta bắn không giỏi à? Vậy ngươi có gì giỏi hay sao? Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết. Nói đoạn, ông lão bán dầu bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái muôi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi. Lúc ấy ông Tư mới đồng ý là phải, từ đó bỏ luôn thói kiêu căng. Con người chúng ta phần lớn giống vị quan tế tư, đang đặt niềm vui hạnh phúc của mình lên đầu lưỡi của kẻ khác. Đừng cần ai khen giỏi, hãy cứ làm tốt việc của mình. Hạt giống thần kỳ. Trên đường đi tìm sự thành công, hai chàng trai vô tình gặp một ông lão và muốn nghe lời khuyên. Họ bày tỏ với ông lão: làm sao để thành công đây? Khi mà chúng con trẻ tuổi, ước mơ cũng nhiều lắm, nhưng không đủ kinh nghiệm để thực hiện. Thế này thì khi nào mới được xem là thành công? Nghe xong, ông cụ mỉm cười, rồi đưa cho mỗi người một hạt giống và căn dặn cẩn thận: ta cho mỗi người một hạt giống thần kỳ, ai giữ nó được lâu nhất sẽ nhất định thành công. Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Nhất định chúng con sẽ giữ gìn những hạt giống của mình thiệt tốt. Một thời gian sau, ông cụ gặp lại hai người này và muốn biết về tình hình hạt giống trước đây ông đã đưa cho họ. Nào, con nói cho ta nghe hạt giống của con hiện nay thế nào? Dạ, con đã cẩn thận giữ nó vào trong hộp quý để đợi ngày nó mang thành công đến với mình cụ ạ. À, ta hiểu rồi. Còn con thì sao? Dạ, con đã trồng hạt giống thần kỳ của cụ, hàng ngày tưới nước, bón phân để có thêm được nhiều hạt giống hơn nữa. Đến giờ, cả quả đồi kia đều phủ đầy loài cây quả đó rồi. Mỗi một cây đều kết đầy trái, hứa hẹn sẽ có nhiều hạt thần kỳ hơn nữa. Các con à, hạt giống ta cho cũng chẳng có gì thần kỳ cả, chỉ là hạt giống bình thường mà thôi. Nếu chỉ cất giữ nó thì vĩnh viễn sẽ không có kết quả, chỉ có dùng mồ hôi tưới thì mới có thành quả to lớn. Thực ra bên trong chúng ta luôn có sẵn những hạt giống thần kỳ. Cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn, và bạn chọn cách nào với hạt giống của mình thì cuộc sống sẽ đưa bạn đến kết quả tương ứng. Nếu chỉ mang hạt giống thần kỳ của mình bỏ vào cả két vàng thì bạn cũng chẳng thể làm cuộc sống này trở nên tốt đẹp lên được. Hãy dám ước mơ, biến một hạt thành nhiều hạt hơn nữa.
mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực. Vào đầu thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ, một cô bé 10 tuổi thường đến thư viện đọc sách. Cô rất thích thú công việc của những người cầm bút và ngưỡng mộ nhìn tác phẩm của họ được đặt trên mọi kệ sách, nơi mà cả thế giới có thể ngắm nhìn. Con vẫn chưa tìm được cuốn sách để đọc hôm nay sao? Bữa nay con muốn ngắm nhìn thiệt kỹ những cuốn sách được trưng bày ở đây. Bác ạ, khi lớn lên, nhất định con sẽ trở thành một nhà văn. Con sắp sửa viết sách đó. Khi nào con viết sách xong thì hãy mang đến đây cho bác. Bác sẽ trưng bày chúng ở đây, ngay trên quầy sách này. Con hứa, một ngày không xa, con sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình. Viết sách thiệt khó. 8 năm sau, cô mới được nhận công việc viết những mẫu tin nhỏ cho một tờ báo địa phương với thu nhập 2 đô la cho mỗi tin như thế. Khoản nhuận bút ít ỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi cô thấy những gì mình viết được đăng trên báo. Mình sẽ đi từng bước và nhất định không bỏ cuộc. Một cuốn sách ư, phải mất khá nhiều thời gian đó, nhưng chắc chắn là mình sẽ làm được. Một thời gian sau, cô làm biên tập cho bản tin của một trường trung học, rồi lập gia đình. Nỗi khát khao được viết, được sáng tác vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô nhận thêm việc phụ trách một tin tức giáo dục tại một tờ tuần báo. Vẫn chưa có cuốn sách nào ra đời. Rồi cô chuyển qua làm chính thức cho một tờ nhật báo lớn, trong khi vẫn cộng tác với các tạp chí. Công việc càng lúc càng trở nên bận rộn. Cuối cùng, khi tin rằng mình đã tìm được đề tài tâm đắc, cô bắt tay vào viết. Cùng một lúc, cô gửi tác phẩm đến hai nhà xuất bản, nhưng người ta phản hồi rằng tác phẩm của cô chưa đủ hay để có thể in thành sách. Cô buồn rầu ném sấp bản thảo vào một xó. Vài năm sau, giấc mộng văn chương ngày xưa lại trở về. Sau nhiều đêm trăn trở, suy tư về cuộc sống, về hạnh phúc và khổ đau, cô quyết định bắt tay vào viết một tác phẩm mới, đồng thời chỉnh sửa lại tác phẩm đầu tay của mình. Rất tự tin, cô gửi cả hai bản thảo tới nhà xuất bản. Thật bất ngờ, không lâu sau, cả hai đều được in thành sách. Vậy là ước mơ của mình đã trở thành hiện thực rồi. Mình đã phải đợi giây phút này quá lâu rồi. Ngày mai mình sẽ quay lại thư viện để báo tin cho bác thủ thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi người thủ thư cũ ở đây. Tôi rất tiếc, bác ấy mất năm ngoái rồi. Tôi là thủ thư mới ở đây. Gửi ngài quản lý thư viện thành phố. Tôi tin rằng khi đọc những dòng chữ này, ngài sẽ hiểu. Chính những lời động viên của người thủ thư già năm xưa đã tác động đến tôi mạnh mẽ như thế nào. Và ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành xong cuốn sách đầu tay của mình cùng với lời hứa ngày xưa. Tuần tới tôi sẽ tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trường cũ và mong ngài vui lòng nhận những cuốn sách của tôi. Ngày họp mặt tới, cô hết sức ngạc nhiên khi trông thấy một thư viện mới rất khang trang được xây cạnh ngôi trường cũ và sách của cô được đặt trang trọng trên chiếc kệ ngày xưa. Kèm theo lời giới thiệu, cô cảm kích, ôm ghì lấy người quản lý thư viện. Họ cùng chụp một tấm hình bên ngoài thư viện để biết rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mọi lời hứa đều có thể làm được, cho dù cô phải mất đến 30 năm hoặc lâu hơn nữa. Những bông hồng cho hoa hồng. Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thiệt đẹp với ruy băng đủ màu. Kèm theo đó là những tấm thiếp ghi những lời yêu thương. Và tất nhiên, lời yêu thương mỗi năm lại mỗi khác. Hôm nay anh yêu em nhiều hơn so với ngày này năm ngoái. Cách anh tặng hoa cho cô cũng thật đặc biệt.
cứ đúng vào giữa trưa ngày Valentine, sẽ có tiếng chuông cửa và một bó hồng đỏ rực rỡ đặt ngay bậc thềm. Anh yêu cầu tiệm hoa gần nhà làm như thế mỗi năm, và điều đó luôn được giữ đúng như vậy từ ngày họ cưới nhau. Nhưng trong cuộc sống luôn có những thay đổi thật bất ngờ. Anh mất trước ngày Valentine một tuần. Cô đã trải qua một tuần khủng khiếp. Nhưng giữa trưa ngày Valentine năm đó, cô vẫn nhận được một bó hồng ngay bậc cửa, kèm theo tấm thiệp như mọi năm. Có lẽ anh đã đặt ở tiệm hoa trước ngày anh mất. Anh luôn có thói quen tính trước mọi việc. Anh biết không, lần đầu tiên trong đời, em chỉ mong ngày Valentine trôi qua thiệt nhanh, vì giờ không còn anh bên em ở thế giới này nữa rồi. Một năm trôi qua, hoa hồng không thể hình dung được cô đã sống một năm đó như thế nào. Cô đơn buồn tủi và còn hơn cả thế. Rồi vào ngày Valentine, chuông cửa lại reo vang và bó hồng lại xuất hiện ngay bậc cửa vào đúng giờ quen thuộc. Ông có thể giải thích tại sao năm nay vẫn có một bó hồng xuất hiện trước cửa nhà tôi không? Tại sao lại có kẻ đùa giỡn trên nỗi đau của tôi như thế? Tôi biết chồng cô đã ra đi hơn một năm nay. Tôi biết cô sẽ gọi để hỏi tại sao. Những bông hoa cô vừa nhận được đã được trả tiền trước. Chồng cô luôn sắp xếp trước mọi việc. Anh ấy đã trả tiền cho tất cả hoa mà cô sẽ nhận được vào mỗi năm sau. Thêm một việc nữa, tôi nghĩ là cô cần biết. Tấm thiệp kèm theo bó hoa do chính tay anh ấy viết vào một năm trước đây. Thật thế ư? Cảm ơn ông. Em yêu, anh biết đã là một năm từ ngày anh đi. Anh hy vọng em không quá khó khăn vượt qua quãng thời gian ấy. Anh biết em rất cô đơn và đau buồn. Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nói. Em là một người vợ hoàn hảo. Anh biết, chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng buồn. Hoa hồng sẽ được gửi đến em vào ngày Valentine mỗi năm. Cầm hoa trong tay, mong em hãy nghĩ đến những điều hạnh phúc, những gì chúng ta được ban tặng. Anh luôn yêu em. Em phải tiếp tục sống. Hãy tìm niềm vui cho mình, em nhé. Anh biết điều đó không dễ dàng, nhưng anh hy vọng em sẽ làm được. Những bó hoa ấy chỉ ngưng xuất hiện khi em không mở cửa, khi những người giao hoa ngừng bấm chuông. Người giao hoa sẽ đến 5 lần trong ngày, trong trường hợp em không có nhà. Nhưng sau lần cuối cùng, ông ta sẽ hiểu ra và mang bó hồng đến nơi em đã chỉ dẫn, nơi em đến để ở bên anh thêm lần nữa. Đi con đường của riêng mình. Mohammed làm nghề buôn bán nhỏ. Anh buôn bán tất cả hàng hóa để có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, việc này cũng vô cùng chật vật vì buôn bán ế ẩm. Dân chúng trong vùng cũng phần đông là dân nghèo. Người mua thì ít mà kẻ bán ngày càng nhiều. Sao mà cạnh tranh nổi đây? Hay mình thử đi qua vùng khác để buôn bán một phen, biết đâu lại đỡ khó khăn hơn ở quê ha. Nghĩ là làm, Mohammed khăn gói lên đường. Đúng lúc củ tỏi được mùa giá rẻ, nên Mohammed mang theo 2 bao tải tỏi khô đi bán. Đi hơn 2 ngày mới tới một thị trấn nằm ở ven một con sông màu mỡ. Dân chúng ở đây có vẻ giàu có và no đủ, nhà cửa khang trang. Đặc biệt, ở đây họ chưa biết củ tỏi là gì. Coi bộ đây có vẻ là miền đất hứa, nhất định mình sẽ bán hết chỗ hàng hóa này sớm thôi. Mohammed vừa giới thiệu bán tỏi, vừa hướng dẫn người dân cách dùng tỏi làm gia vị cho món ăn và công dụng chữa bệnh. Đó, bà con cứ mua tỏi nhiều về để tích trữ cho mùa đông tới, vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe mà. Công nhận, tôi ở xứ này bao nhiêu năm
mà bây giờ mới thấy củ này. Nhiều lợi ích quá bà con ạ. Mua đi. Bán cho tôi một túi. Tôi nữa. Bà con cứ từ từ, ai cũng có phần đây ạ. Chẳng mấy chốc mà mọi người mua hết 2 bao tỏi của Muhammad và anh thu được 1 túi tiền vàng lớn. Muhammad vô cùng vui sướng trở về nhà. Đúng là một món hời. Thế là mình no ấm suốt mùa đông tới rồi. Một người hàng xóm cũng làm nghề buôn bán như Muhammad nghe anh kể chuyện xong thì rất ghen tị. Anh ta cũng muốn có nhiều tiền như thế. Người dân ở đó chưa biết củ tỏi là gì, chắc cũng chẳng biết củ hành tây thế nào đâu. Chỉ bằng chuyến này mình mang theo 2 bao tải hành tây lớn, chắc chắn là lời lãi phải gấp đôi anh ta. Nghĩ vậy nên người hàng xóm đi mua 2 bao tải hành tây và sáng sớm hôm sau lên đường tới thị trấn ven sông kia. Khi anh ta tới nơi, đổ hành ra bán, quả đúng là người dân ở đây chưa biết củ hành tây bao giờ, nên khi được giới thiệu thì họ vô cùng thích thú với mùi vị của củ hành tây. Mọi người chỉ cần mua về nấu ăn 1 lần, đảm bảo là ghiền luôn. Củ này hơi hiếm đó, không nhanh tay là hết à. Nào, mãi vô, mãi vô. Nè, chúng ta mua hết 2 bao hành tây của anh ta đi, rồi về chia nhau sau. Loại củ quý như thế này mà trả bằng tiền vàng thông thường thì không đáng giá, sợ anh ta không đồng ý đâu. Mọi người nghĩ thế nào? Theo tôi, chúng ta cứ mang thứ quý hơn cả vàng ra trả. Chắc chắn là anh bán hàng sẽ ưng thuận thôi. Thế là người dân bảo nhau mang 2 bao tải tỏi mua của Muhammad ra để đổi lấy 2 bao tải hành. Người hàng xóm sung sướng vác 2 bao tải vàng ra về, hí hửng nghĩ phen này sẽ giàu hơn Muhammad. Nhưng đi giữa đường, mở bao ra thì đớ người, bên trong toàn là tỏi. Ôi trời ơi, sao lại thế này chứ? Mình thiệt là ngu ngốc. Nếu bạn muốn đi đến đích, hãy đi con đường của riêng mình. Mỗi người có một thế mạnh và đôi khi là may mắn riêng. Nếu cứ bắt chước và đi theo lối mòn của người khác đã đi, thì không những bạn chẳng bao giờ có được thành công, mà có khi còn thất bại ê chề. 10.000 đồng. Hải phụ mẹ bán báo và mấy thứ đồ uống ở đây đã lâu. Chỗ này gần trạm dừng của xe khách các tỉnh nên việc buôn bán của mẹ cũng khá thuận lợi. Dù tiền lời bán báo chẳng bao nhiêu, nhưng mẹ đó vẫn rất sòng phẳng. Tiền dư dù ít nhiều mẹ đều không nhận. Một lần mẹ đi vắng và nhờ Hải canh chừng quầy báo. Mấy anh mua giùm em tờ báo đi. Em có bán bản đồ ở đây không? Mấy anh từ xa tới không biết đường. Dạ, bản đồ thì em không có bán, nhưng mấy anh đi đâu em sẽ chỉ giùm cho. Vậy thì tốt quá, anh sẽ ủng hộ em 2 tờ báo nha. Dạ, 20.000 ạ. Tối hôm đó mẹ ngồi đếm lại số tiền cả ngày Hải bán được. Tính đi tính lại mẹ vẫn không hiểu sao dư ra 10.000 đồng. Hải à, bữa nay con bán được khoảng bao nhiêu tờ báo? Con không rõ, mẹ đếm lại đi mẹ. Mà con bán báo bao nhiêu một tờ? Dạ, 5.000 ạ. Vậy không hiểu sao mẹ tính đi tính lại vẫn dư ra 10.000. À, con quên kể với mẹ. Trưa nay có nhóm thanh niên ghé vào quầy báo và con đã bán cho họ 2 tờ báo với giá 20.000 đồng. Tại sao con lại bán cho họ với giá gấp đôi như thế? Dạ, tại con chỉ đường cho mấy anh đó mà. Mẹ không cho phép con làm như thế. Những điều ta có thể làm cho mọi người thì ta nên làm. Mẹ con ta tuy bán báo không được là bao, nhưng một vài đồng lẻ không khiến ta giàu lên con ạ. Dạ. Vậy con có biết mấy anh thanh niên đó đi du lịch mấy ngày không con? Dạ, mấy ảnh nói chừng 1 tuần mẹ à. Từ bữa đó cứ mỗi ngày bán hàng, mẹ lại trông ngóng những thanh niên bữa nọ. Nếu họ về lại thành phố, ắt hẳn họ sẽ tới chỗ mẹ đón xe. Vài ngày sau, công chờ đợi của mẹ quả không lãng phí. Nhóm thanh niên sau những ngày du lịch lại ghé chỗ mẹ đón xe khách về. Nhóc ơi, anh cảm ơn em nha. Nhóm anh đã có một chuyến đi vô cùng thú vị. À, mấy con cho cô xin lỗi nha. Bữa trước em nó bán lộn cho mấy con tiền báo.
cô gửi lại 10.000 còn dư đây nè. Dạ, có 10.000 ăn nhầm gì cô. Em còn chỉ tụi con đi nhiều nơi thú vị lắm. Không được, đây là tiền dư của tụi con phải nhận. Em sống ở đây rành đường, nên chỉ cho tụi con là việc nên làm mà. Dạ, vậy cô bán cho con 2 chai nước suối luôn, chắc đủ 10.000 chứ ạ. Con người ở đây thiệt hiền lành chất phác, nhất định khi quay lại con sẽ ghé thăm cô và em. Tiền của mình là của mình, khi xài tiền của mình thì sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Đừng lấy tiền của người khác một cách không chính đáng nha. Chú thợ xây. Quà của mẹ. 12 tuổi, Thơ đã mồ côi cha. Mẹ đã vất vả tần tảo cùng gánh đậu hũ để chăm lo cho chị em nó. Mỗi ngày, ngoài giờ học, Thơ phụ mẹ trông em, giặt giũ quần áo và khom người bên cái cối xay đậu nành mỗi tối cho mẹ kịp gánh đậu hũ đi bán. Thơ mê đọc sách lắm mà không có tiền mua sách, nhưng không vì thế mà tiêu tan đi niềm đam mê của nó. Có cuốn sách nào hay, Thơ mượn về rồi hí quấy chép lại.
nhìn con gái thức đêm thức hôm chép lại cuốn sách bìa màu đỏ, lòng mẹ ngậm ngùi. Ngày mai là sinh nhật của con gái rồi. 12 năm trời, mẹ chưa tặng được cho con một món quà nào. Con gái, hãy thứ lỗi cho mẹ. Sáng nay mẹ dậy sớm hơn mọi ngày. Mẹ vẫn đi bán như thường lệ. Mẹ gánh đậu hũ qua các con hẻm quen thuộc. Chiều đến, mẹ dừng gánh đậu hũ trước một hiệu sách và bước vào. Đúng rồi, hình như đây là cuốn sách mà tối qua con bé ngồi chép cả đêm. Cô bán đậu hũ ạ? Không, tôi muốn mua sách. Cô mua sách tên gì? Con lấy cho. Tôi không biết chữ, nhưng tôi thấy có một cuốn sách đằng kia rất giống cuốn sách con bé nhà tôi hay đọc. Cô lấy cuốn này phải không? Giá 20.000 đồng ạ. Cô bán cho tôi đi. À, cô viết cho tôi lời gì hay hay được không? Bữa nay là ngày sinh nhật của con gái tôi. Con sẽ viết thế này nha. Con yêu, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Mong con luôn mạnh khỏe và học thi tốt. Mẹ yêu con. Lần đầu tiên mẹ mua quà sinh nhật cho con gái. Hy vọng món quà này sẽ khiến con thiệt vui. Chúc mừng sinh nhật con gái. Mẹ tặng quà cho con ạ. Sao mẹ biết con thích nơ màu tím? Ôi, sao mẹ biết con thích sách này? Mẹ có biết chữ đâu. Con rất vui vì món quà sinh nhật đầu tiên được nhận từ mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ngày hôm qua, mẹ con đã mua sách của cô phải không? Con là con gái của cô bán đậu hũ. Vâng ạ. Đúng rồi con, có chuyện gì không? Dạ, con muốn đổi lại tập 2. Tập này con coi xong rồi ạ. Nhưng mẹ con đã viết vào rồi, làm sao cô bán cho người khác được nữa? Mẹ con viết ạ? Cô đã viết giùm mẹ con. Con vẫn chưa đọc sao? Con đã đọc hết cuốn này rồi. Con mở ra sợ dơ không đổi được. Thôi ạ, con không đổi nữa đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chỉ một chút nữa thôi, con đã đánh rơi tình yêu của mẹ vì một phút vô tâm lơ đễnh. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ, dù là một người rất bình thường, nhưng luôn trở nên vĩ đại trước những đứa con của mình. Luôn cho con những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất. Hãy luôn quan tâm, yêu thương mẹ và chăm ngoan học giỏi cho mẹ vui lòng, các em nhé. Lớp học tình thương. Thầy Kha năm nay đã ngoài 60, về hưu được 3 năm. Thầy sống một mình, giản dị. Tưởng chừng như ở cái tuổi của thầy thì người ta sẽ nghỉ ngơi để quây quần bên con cháu. Nhưng thầy Kha lại quyết định mở một lớp học tình thương. Ba ạ, ba cũng lớn tuổi rồi, ba cần dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Hay ba lên thành phố sống với tụi con. Tụi con có đủ điều kiện để lo cho ba. Ba mở lớp học làm gì cho vất vả? Các con cứ yên tâm làm việc trên đó. Nơi đây gắn bó với ba cả cuộc đời. Có cả hình ảnh của mẹ con. Sao ba bỏ đi được? Việc ba mở lớp dạy học cũng không vất vả gì đâu. Đó là niềm vui tuổi già của ba. Các con ạ. Vậy thôi, tụi con để ba tùy ý quyết định. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và làm việc vừa sức thôi nha. Lớp học tình thương của thầy Kha mở ra, ít lâu sau đã trở nên đông đúc. Đó là những đứa trẻ nghèo, ngày ngày phải phụ ba mẹ làm nương rẫy, không có tiền đi học. Mỗi đứa một hoàn cảnh, một thân phận khác nhau. Thầy Kha xót xa khi nhìn những ánh mắt trong trẻo, đang tuổi ăn tuổi lớn. Nghiệp nhà giáo của thầy vì thế mà chưa dừng lại được. Thầy ơi, đây là ít khoai mì con mới đi mót được chiều nay. Thầy luộc ăn lấy thảo ạ. Thầy ơi, mẹ con mới bắt được ít ốc, kêu con mang tới cho thầy. Thầy làm sao ăn hết được chứ, các con cùng ăn với thầy nha. Tình thầy trò chỉ đơn sơ vậy thôi, nhưng khiến thầy Kha hạnh phúc lắm. Vậy mà mấy đứa con thầy không hiểu, cứ gọi điện về bắt thầy bỏ lớp học. Thế rồi một ngày cuối năm, thầy Kha đổ bệnh. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Thầy bệnh ạ.
Thầy chỉ bị cảm lạnh thôi. Vậy thầy phải tới trạm xá khám bệnh xem sao. Tụi con sẽ chở thầy đi. Thầy bị sốt rồi, cần ở lại đây để theo dõi. Nhà tôi không có ai, con cái lại ở xa. Thôi, bác sĩ cứ cho tôi thuốc, về nhà điều trị ngoại trú. Tụi con sẽ thay nhau chăm thầy. Thầy phải khỏe để còn lên lớp dạy tụi con nữa. Thế là thầy Ca cũng đành chiều lòng bọn trẻ. Tụi nó thay phiên nhau ngày đêm chăm thầy. Cả các phụ huynh cũng tất tả chạy tới. Họ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của thầy. Một tuần sau, thầy đã khỏe và bác sĩ cho thầy về nhà. Ba! Ba ơi! Ba bệnh mà vẫn vui đến thế sao? Đó là nhờ bọn trẻ đó. Ba chỉ muốn các con hiểu rằng cái máu nghề giáo đã thấm vào ba. Bọn trẻ ở đây tuy nghèo khó nhưng đáng yêu lắm. Chúng nó cần có cái chữ để có thể thay đổi cuộc sống, các con à. Tụi con hiểu rồi ba à. Tụi con đã thuê người sửa lại lớp học khang trang hơn cho ba và các trò nhỏ rồi đó. Hãy sống và yêu thương, biết cho đi nhiều hơn là nhận lại. Cuộc sống này vốn dĩ rất diệu kỳ. Thế nên nếu có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác trong khả năng của mình, thì bạn hãy cứ hào phóng cho đi. Hãy trở nên khiêm tốn. Nhà Tuấn giàu nhất xóm, cũng vì thế mà trình độ tự cao của nó cũng cao ngất. Tuấn được cưng chiều không thiếu thứ gì trên đời. Mỗi khi nó có cái gì mới là bọn trẻ trong xóm lại được một phen lác mắt đung đưa theo nó tung hô. Ê, cả nhóm đang làm cái trò gì vậy? Tụi mình đang chơi ô ăn quan, cậu chơi không? Mình chỉ chơi những trò hiện đại trên máy tính mà thôi, những thứ này giờ ai chơi nữa. Nhưng nhà tụi mình nghèo, làm gì có máy tính mà chơi. Vậy thì cứ chơi những trò tẻ nhạt này đi nha. Ơ Tuấn, cho tụi mình theo với. Cậu nói đúng, mấy trò này chán thấy mồ, chơi hoài cũng nhàm lắm. Được, đi thì đi. Mình sẽ khiến các cậu lác mắt về con robot ba mình mới mang về. Cứ gọi là hết sảy luôn nha. Đám trẻ háo hức rời đi cùng Tuấn, chỉ còn mình Tính ở lại. Nhà Tính nghèo. Tính hiền lành và chăm chỉ học hành, dù gia đình không có điều kiện vật chất, nhưng năm nào Tính cũng đứng đầu lớp. Tính không thích tính tự cao và khoe khoang của Tuấn. Điều này khiến Tuấn không hề hài lòng và luôn tìm cách chọc tức Tính. Ủa, Tuấn có trò khiêu khích mới sao? Mà kỳ ghê, Tuấn nó ghét thằng Tính tới mức đụng đâu khỉa đó. Hai đứa này đúng là quan gia. Xin lỗi nha, cái xe ba tao mới mua, chạy đã quá nên va quẹt lung tung. Nó lại được đổi xe, sướng thiệt. Bữa nào tao cho mỗi đứa lên chạy thử một vòng nha. Tao đi trước đây. Cái thằng Tính này lì thiệt, chắc nó cũng tức nhưng không dám nói gì mình đây mà. Mình phải cho nó phải phục mình sát đất mới thôi. Hôm đó, cô giáo ra đề bài tập thuyết trình cho các nhóm. Càng đầu tư vào khâu trình bày càng tốt. Thằng Tuấn coi đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ với cả lớp về mình và cũng ngụ ý cho Tính thấy nó thực sự không thua kém Tính. Thưa cô, con có được dùng máy tính để thuyết trình không ạ? Các con có thể sử dụng mọi hình thức hỗ trợ, miễn là bài thuyết trình sinh động và đạt yêu cầu. Mình sẽ làm cho nhóm mình đạt điểm cao nhất. Ba mình mới mua laptop mà. Thiệt sao? Thiệt chứ ai thèm giỡn với các cậu. Trong đó có nhiều phần mềm hay lắm, rồi mình sẽ cho các cậu thấy. Ngày thuyết trình cũng tới. Cả lớp ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ khi thấy Tuấn mang cái laptop mới toanh của nhà nó tới. Chờ cô giáo gọi tới tên nhóm, thằng Tuấn hí hửng mang cái laptop lên thuyết trình. Nhưng nó không ngờ rằng chính vì nó lạm dụng cái máy tính nên cứ hì hụi viết mà chẳng nhớ gì. Cách trình bày của nó cũng sơ sài, chỉ đọc theo những thứ có sẵn trong chiếc máy tính. Trong khi đó, Tính đã cho cả lớp thấy tài thuyết trình của mình chỉ bằng những tờ giấy đủ màu sắc, cắt dán sinh động trên tấm bảng xanh. Tính à, cho mình xin lỗi cậu chuyện hôm bữa.
mình đã hiểu rằng sự khoe khoang mà ít am hiểu sẽ chỉ làm hại chính bản thân mình mà thôi. Không sao đâu, mình không hề để bụng chuyện đó. Mình thấy Tuấn cũng rất sáng tạo. Nếu cậu cố gắng, nhất định sẽ thành công thôi. Vậy từ nay tụi mình là bạn được không? Tính thiệt đáng khâm phục và có nhiều điều để mình học hỏi. Đừng bao giờ sống mà tự cao quá mức. Người khác sẽ biết bạn giỏi khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình, chứ không phải qua cách bạn khoe khoang với họ. Cáo và cò. Cáo và cò cùng chung sống với nhau trong một khu rừng rậm. Cáo sống dưới một gốc cây to, cò sống bên một hồ nước. Chúng là hàng xóm láng giềng. Một bữa, cò và cáo cùng đi bắt cá. Cáo làm việc rất lơ đễnh, lúc thì chạy đi bắt chuồn chuồn, lúc lại đuổi theo châu chấu. Cho đến khi trời tối, nó mới đi bắt cá. Nhưng lúc này cáo chẳng còn con cá nào nữa. Trong khi đó, rổ của cò đã có một con cá to. Chị cò ơi, món canh cá tôi làm là ngon nhất. Hay chị để cá lại cho tôi? Tôi làm món canh cá chúng ta cùng ăn được không? Chú cáo đáng thương chẳng bắt được con cá nào, mà cá của mình bắt được cũng rất to. Vậy mình chia sẻ với cáo vậy. Được rồi, vậy chú mang cá về nhà đi nha. Một con cá chỉ vừa đủ cho mình ăn, mình phải làm sao để cò không ăn được cá đây ta? À, mình đã có cách. Phen này thì con cá này cứ gọi là nằm nguyên trong bụng mình, không mất đi cái vảy nào. Ui, thồn quá, cáo thiệt là khéo léo, chưa chi mà đã thấy hấp dẫn rồi. Xong rồi đây. Chị cò ơi, đây là món canh cá trứ danh, mời chị ăn đi, đừng khách sáo nha. Mỏ của cò vốn rất dài, sắc nhọn, làm sao có thể ăn được canh cá, đựng ở trong chiếc dĩa nông như vậy. Còn cáo thì ăn một hơi, hết sạch dĩa canh cá trước mặt nó. Tại sao chị không ăn? Hay chị chê canh cá tôi nấu không ngon? Vậy để tôi giúp chị nha. Còn cáo gian xảo, nếu nó đã đối xử với mình như vậy, coi bộ mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Vài ngày sau. Cảm ơn chú bữa trước đãi chị, trưa nay mời chú qua nhà chị ăn cơm nha. Cảm ơn chị, tôi thiệt là tốt số khi được làm hàng xóm với chị. Mình phải tiết kiệm bữa sáng nữa, để tới trưa qua nhà cò đánh chén một bữa cho sướng miệng. Buổi trưa, cáo ôm bụng đói mò đến nhà cò. Từ xa nó đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi, thèm nhỏ cả nước miếng. Vừa bước vào cửa, cáo đã trông thấy cò cầm một chiếc bình dài, bên trong đựng rất nhiều món ăn thiệt thơm ngon. Chú cáo à, mau ăn đi. Đây là của chị hết lòng chuẩn bị cho chú đừng khách sáo nha. Chúng ta mau ăn đi ha, tôi đang đói ngấu đây. Hai người bạn ngồi xuống bàn ăn, nhưng bình vừa dài vừa nhỏ, chiếc miệng rộng của cáo, làm sao có thể thò vào bên trong miệng bình lấy thức ăn ra đây? Chú không thích thức ăn tôi nấu sao? Hay là chú đã ăn trước ở nhà rồi? Thiệt đáng tiếc. Chị cò, tại sao chị lại cố ý cho đồ ăn vào chiếc bình chứ? Tôi đâu có cái mỏ dài như chị để lấy đồ ăn. Ôi, cuối cùng thì chú cũng hiểu ra vấn đề rồi. Thế chú còn nhớ tôi đã ra về với cái bụng đói sau bữa tối tại nhà chú bữa trước không? Bởi vì chú đã dọn lên bàn chiếc dĩa không thích hợp cho tôi đó. Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không ích kỷ và xấu tính như vậy nữa. Được rồi, ít ra là giờ chú đã hiểu được tôi. Chúng ta phải học cách tôn trọng những khác biệt của nhau, chú cáo ạ. Bây giờ mời chú thưởng thức bữa trưa. Tại sao chị không đối xử với tôi như tôi đã làm với chị? Ăn miếng trả miếng là việc chỉ có kẻ thù mới làm với nhau. Còn chúng ta là bạn mà. Các bạn ạ, giữa bạn bè thì nên quý mến và dùng sự chân tình, trân trọng để đối đãi với họ. Tôn trọng người khác là cách giúp chính bản thân mình nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ người khác. Kiến con không biết lượng sức mình. Cuộc thi Thế vận hội thể thao dành cho các loài động vật được tổ chức thường niên sắp diễn ra trong rừng. Đại vương sư tử thông báo tin này tới muôn loài. Ai nấy đều vui mừng, hăng hái tới đăng ký với trưởng ban tổ chức hổ. Thỏ đăng ký môn chạy, khỉ đăng ký môn leo trèo, còn ai nữa ta?
Dạ, con đăng ký môn nhảy xa nha bác Hổ. Con tham gia môn cử tạ. Mọi người ai cũng lựa chọn môn sở trường của mình, nhưng mình không giống họ. Mình sẽ đăng ký hạng mục có tính thách thức nhất để cho mọi người thấy được sức mạnh của mình. Nhưng nên chọn môn gì đây ta? Kiến con, mọi người đều đã đăng ký xong rồi, sao cậu còn chưa đăng ký? Các môn dự thi của họ đều quá đơn giản. Mình muốn đăng ký một hạng mục có thể chứng tỏ được sức mạnh của mình. Vì vậy, mình sẽ chọn môn nhảy cầu. Cậu đang nói đùa hay sao? Cậu không biết bơi, sao có thể đăng ký dự thi môn nhảy cầu chứ? Như thế mạo hiểm lắm. Mình khuyên cậu nên biết lượng sức mình. Tốt nhất hãy chọn môn nào thích hợp với cậu ấy. Mình chỉ muốn mọi người thấy được sức mạnh của mình. Sao cậu cứ ngăn cản vậy? Tránh ra cho mình còn kịp đi đăng ký. Tới lượt Kiến Con bước vào phần thi, nó phấn khích leo lên cây cầu rất cao. Nhưng khi nhìn xuống dưới, Kiến Con bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Ôi, làm thế nào bây giờ? Mình cảm giác như đầu óc đang quay cuồng khi đứng ở độ cao này. Nếu mà nhảy xuống dưới sông, liệu mình có mất mạng không chứ? Nào, nhảy đi! Kiến Con nhảy đi! Nhắm mắt lại nhảy thôi, không sao đâu mà. Nhất định mình sẽ làm được. Không biết cậu ấy có dám nhảy không nữa, mình đã dặn dò là rất nguy hiểm, đúng là liều thiệt. Nguy rồi, không thấy Kiến Con cử động nữa. Đội cứu hộ ra cá đâu, mà xuống hồ đưa cậu bé lên. May quá, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi. Con vừa làm mọi người một phen sợ hãi đó. Kiến Con, cậu ổn rồi chứ? Mình ân hận quá rùa con ạ, vì sự ngông cuồng của mình mà khiến mọi người phải lo lắng. Đây là một bài học đắt giá với mình, sau này dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải biết lượng sức mình. Các em thân mến, chúng ta không phải là những người toàn năng, biết tất cả mọi thứ. Có sở trường thì cũng có sở đoản. Đừng vì muốn chứng tỏ bản thân mà làm những việc quá sức lực của mình, đẩy bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Các em nhớ kỹ nha. Quà mồng 8 tháng 3. Buổi trưa nay, thằng Tứ đeo thùng kem nặng trịch, trong một tâm trạng đầy phấn khích, bước vào con phố nhỏ có đám trẻ đang đá banh trên một khu đất rộng. Nó nhẩm tính trong đầu, nếu bán hết thùng kem này, nó có thêm khoản tiền dư để mua một món quà tặng mẹ. Ngày mai là ngày mùng 8 tháng 3, cho đến năm nay, nó mới hiểu ngày mùng 8 tháng 3 là ngày dành riêng cho phụ nữ. Với mình thì người phụ nữ gần gũi yêu thương nhất chính là mẹ. Quà tặng của mình tất nhiên sẽ phải là một cái áo đẹp, hoặc ít nhất cũng là một tấm khăn thêu hoa. Quanh năm mình chỉ thấy mẹ mặc những chiếc áo cũ sờn thôi. Hai cây đi mày! Cho 5 cây! Cho 10 cây nha! Bữa nay mình gặp Mai thiệt. Với số kem trong thùng, có khi mình bán cả ngày chưa chắc đã hết. Vậy mà về một cái, thùng kem đã vơi gần một nửa. Thiệt vui quá đi. Bán hết thùng kem này, việc đầu tiên là mình sẽ chạy ra chợ, tìm mua quà cho mẹ và sẽ kèm theo một bó hoa thiệt tươi. Chắc hẳn nhận món quà đầy ý nghĩa của mình, mẹ sẽ vui lắm. Kem ngon quá! Cho mấy cây nữa mày? Hết kem rồi, các cậu cho mình xin tiền. Cái gì? Tiền gì? Bao nhiêu tiền? Dạ, 50 cây, tất cả là 250 ngàn. Làm gì mà nhiều thế? Kem nhà mày là kem vàng à? Mình bán đúng giá thị trường mà, vì các cậu ăn nhiều quá. Nè, ngu vừa thôi con à, một mình mày mà đòi đấu cả một bầy như tụi tao sao? Bye bye! Trời ơi, thế là bao nhiêu vốn liếng mất hết rồi, tiền đâu để mua quà cho mẹ nữa. Còn có 8 ngàn ít ỏi, có lẽ chỉ còn đủ mua một bông hoa thôi. Cô ơi, bao nhiêu tiền một bông hoa này? Một bông? Chỉ mua một bông thôi sao? Nhưng cũng được, 10 ngàn. Cô ơi, con chỉ có 8 ngàn thôi, cô bớt... Vớ vẩn, chỉ mua có một bông lại còn mặc cả. Biến đi. Làm sao em đứng đây khóc?
Hôm nào em cũng thấy anh bán kem qua đây. Em thèm ăn kem lắm, nhưng không có tiền. Em chưa được ăn kem bao giờ. Hôm nay là mùng 8 tháng 3, là ngày của phụ nữ. Vậy mà chỉ một mơ ước quá bé nhỏ cũng không thực hiện nổi. Nhưng trong thùng chỉ còn đúng một cây kem mình tính mang về tặng mẹ. Không mua nổi áo, không mua nổi một bông hoa. Ít ra cũng phải có cái gì đó cho mẹ chứ. Mẹ vẫn thường kể cho mình nghe câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ phải xin ăn ngoài đường, ngoài chợ. Sau mỗi câu chuyện, lúc nào mẹ cũng căn dặn. Khi gặp những đứa bé như vậy, nếu có điều kiện, con phải luôn ra tay giúp chúng. Dù gì mình cũng còn khá hơn tụi nhỏ. Rất may còn một cây kem trong thùng, anh tặng em. Em nín đi nha. Thế là không còn gì dành cho mẹ. Con làm sao thế? Bữa nay kem bị ế hả? Trưa nay con cứ tưởng là bán được hết cả thùng kem cho tụi nhóc đá banh. Hổng dè bị tụi nó gạt, ăn xong rồi bỏ chạy mất. Vậy là con đã không thể mua được một món quà tặng mẹ vào ngày mùng 8 tháng 3. Rồi chiếc kem cuối cùng con cũng đem tặng con bé tội nghiệp ngoài đường. Không đâu con ạ. Bữa nay con đã tặng mẹ một món quà quý giá nhất trên đời. Món quà ấy đã làm mẹ thấy hạnh phúc hơn mọi món quà bằng vật chất. Con có hiểu không? Con trai của mẹ đã lớn rồi, biết chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh như lời mẹ vẫn từng dặn dò. Vâng, con hiểu. Nhưng nhất định ngày 8 tháng 3 năm sau sẽ phải khác ạ. Hạt giống kiêu ngạo. Một ngày nắng ấm, bác nông dân tranh thủ gieo hạt trong vườn. Sau đó vung đất tơi xốp, phủ lên trên những hạt giống. Có hai hạt giống, một to một nhỏ nằm gần nhau. Chúng bắt đầu trò chuyện, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nè cậu, chúng ta nằm ở nơi tối tăm này, khi nào mới có ngày thoát ra đây? Đừng lo lắng, khi nào chúng ta nảy mầm là thoát ra ngoài được thôi. Cái hạt nhỏ xíu thế kia thì trong đầu sao có ý tưởng gì hay được chứ? Ôi, ôi, ai thế? Làm tôi ướt hết cả rồi. Đó là bác nông dân đang tưới nước cho chúng ta. Chúng ta phải uống đủ nước thì mới nảy mầm được chứ. Ha, kệ cũng phải. Thôi kệ ổng đi. Mấy ngày sau, cả hai hạt giống đều trồi lên khỏi mặt đất, mọc ra chồi cây non mới. Lúc này ông mặt trời trìu mến ghé xuống nói với hai hạt giống những lời dịu êm. Các cháu ơi, ông tới đây sưởi ấm cho các cháu đây. Như thế các cháu mới phát triển tốt hơn. Nào, hãy vươn cao lên để đón ánh nắng nha. Cháu cảm ơn ông mặt trời. Cháu chẳng cần ánh sáng mặt trời. Nắng chiếu khiến cháu váng cả đầu, hoa cả mắt. Ông mau đi đi. Ông mặt trời nghe xong chẳng biết phải làm sao, đành mang ánh nắng đi. Do thiếu nắng, chồi non của hạt giống lớn bắt đầu ngã vàng. Nhưng hạt giống lớn không phát hiện ra. Bỗng một hôm, có cơn mưa nhỏ ập tới. Những hạt mưa khẽ ca hát nhảy múa bên hai chồi non. Tụi mình làm quen nha. Chúng tôi là những hạt mưa nhỏ xuống đây để tưới mát cho đời. Chúng tôi có rất nhiều anh chị em. Ôi, các bạn tới thiệt là đúng lúc. Cảm ơn các bạn đã giải khát cho tôi. Mau biến đi. Thiệt phiền phức. Các cậu lạnh ơi là lạnh. Làm tôi thấy rất khó chịu. Nếu có cậu rơi hết lên người tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Mau tìm chỗ khác chơi đi. Cậu ấy không chào đón tụi mình đâu. Mình đi thôi các bạn. Cứ như vậy, chồi non của hạt giống nhỏ lớn lên từng ngày dưới ánh nắng của ông mặt trời và nước mát của những hạt mưa. Còn chồi non của hạt giống lớn, vì thiếu sự tưới tắm của ánh nắng và nước mưa, nên dần dần trở nên yếu ớt. Chồi non của hạt giống nhỏ dần mọc ra những lá non, nở ra những bông hoa rực rỡ. Một thời gian sau, cái cây lớn lên từ hạt giống nhỏ đã kết rất nhiều hạt, hóa ra nó là một cây lúa mì. Còn cái cây lớn lên từ hạt giống lớn trở nên khô héo và vàng úa. Một cơn gió thổi tới đã làm nó đổ rạp và lụi tàn. Hạt giống từ lúc nảy mầm tới lúc ra hoa kết trái là một quá trình tràn đầy hy vọng và đáng mong đợi. Cũng giống như sự trưởng thành của các bạn nhỏ chúng mình, chỉ khi trải qua mưa gió mới có thể thấy được cầu vồng. Chúng ta hãy đối mặt với những thử thách của thế giới bên ngoài bằng thái độ tốt đẹp, tinh thần tích cực
và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn nhé. Lòng tốt cho đi. Tối muộn, Minh rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Bữa nay Minh về trễ vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng Minh đói meo, Minh ùa ra khỏi lớp, chạy tới chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá, Minh vừa đi vừa lo sợ. Đứng lại, đưa hết những gì mày có ra đây. Tôi chỉ có bấy nhiêu. Tao không phải con nít, tụi tao không đói, khôn hồn thì đưa tiền đây. Đại ca, mình giữ con xe này cũng được đó. Công an tới, chạy mau. Sao đêm hôm mà đi một mình, không sợ nguy hiểm à? Mình đi học về trễ. Thôi về đi, mai mà bữa nay gặp tôi đó nghe. Tụi nó hay hành nghề chặn đường ở đây lắm. Cảm ơn cậu. Về lẹ đi, lần sau đừng về muộn nữa nha. Ủa, cậu không về nhà ư? Đây là nhà của tôi, chỗ tôi ngủ đó. Tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ. Cậu ăn đi, bánh còn nóng đó. Ừ, tôi xin nha. Thú thiệt là tôi cũng đang đói. Cậu tên gì? Cứ gọi tôi là Tít. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm mà nhà tôi nghèo. Tôi phải nghỉ học lên thành phố mưu sinh. Tôi khoái học chữ lắm. Từ bữa đó, hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa, Minh lại ghé chỗ Tít. Có bữa chở Tít đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh, nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tít nhìn bề ngoài khô khan bụi bặm nhưng rất tốt bụng. Minh chỉ cho Tít học chữ. Thằng Tít được cái rất thông minh và sáng dạ. Chỉ tới đâu, hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tít đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo cũ trải ra. Bộ đồ đánh giày là gối, còn mền là chiếc áo mỏng manh vẫn mặc. Cậu mặc thế này không sợ lạnh à? Mình quen rồi. Phải có mền chứ. Đi rong ruổi khoác thêm cái mền chắc vẹo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được, chắc tôi cũng mua cái mền đắp cho đỡ lạnh. Không biết giờ này Tít đã đi làm về chưa? Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Có việc gì thế con? Mẹ đi với con một lát ạ. Con đưa mẹ ra đây làm gì? Mẹ chờ con chút nha. Mình mang mền cho cậu nè. Ủa, Minh, khuya rồi mà cậu đi một mình không sợ ư? Bây giờ cậu ngủ đi nha, mình về đây. Con gặp bạn Tít trong hoàn cảnh như vậy đó mẹ. So với Tít thì con quá đủ đầy. Con chỉ muốn giúp bạn một chút gì đó nhỏ thôi. Con trai của mẹ giỏi lắm. Mẹ tin đêm nay cả con và Tít sẽ có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Nếu đặt lòng tốt là một thứ xa xỉ thì không phải. Bởi lòng tốt là thứ luôn có sẵn trong con người chúng ta. Nó vô cùng gần gũi và giản dị. Khi yêu thương lan tỏa, thì yêu thương chia sẻ lại nhân lên những điều kỳ diệu mà chính chúng ta cũng không thể ngờ tới, và cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn. Đôi giày màu tím. Bữa nay là sinh nhật mẹ, anh em Huy quyết định tạo cho mẹ một bất ngờ. Hai đứa bàn nhau sẽ mua cho mẹ một đôi giày. Mẹ thích nhất là đi giày màu tím. Cửa hàng giày hôm nay đông đúc vì đang có đợt giảm giá. Sau một hồi tìm kiếm, Huy cũng tìm ra một đôi giày màu tím rất đẹp. Hình như nó là đôi duy nhất còn lại của cửa hàng. Anh tìm thấy giày rồi nè. Ôi đẹp quá anh ơi. Mà nó còn đúng cỡ chân của mẹ nữa chứ. Mà hay quá, mẹ chắc là vui lắm đó. Hai anh em mình ra quầy thanh toán rồi còn đi mua thêm cái thiệp xinh xinh chúc mẹ nữa. Hai con có thể nhường cho chú đôi giày màu tím này được không? Dạ không, đây là quà sinh nhật của mẹ con đó ạ. Thôi thiệt là chú rất cần đôi giày này. Chú tìm hoài mà không có. Hai con cho chú được mua lại nó, được không? Dạ, hình như đây là đôi duy nhất còn lại trong cửa hàng, nên con không thể nhường lại cho chú được đâu ạ. Em thấy mình nên suy nghĩ lại anh à.
Tại sao chứ? Biết đâu chú ấy rất cần đôi giày này cho ai đó. Thôi, mình đừng suy nghĩ nữa. Mẹ sẽ rất vui khi anh em mình dành tặng cho mẹ đôi giày này đó. Ba ơi, ba lại không mua được giày cho mẹ à? Chưa, có lẽ ba con mình về thôi. Người ta bán hết rồi con à. Nhưng đã lâu lắm rồi, mẹ chưa có sinh nhật. Chúng ta đã đi hết 5 cửa hàng rồi con. Về thôi, kéo mẹ đợi. Chú ơi! Hai con gọi chú ư? Chú cầm đôi giày này đi, tụi con không cần nữa ạ. Tại sao? Vì chú cần hơn. Chắc bạn ấy ngồi xe lâu rồi cũng mệt chú à. Cảm ơn các con. Đây là con gái chú. Bữa nay là sinh nhật mẹ nó. Em nó cứ nhất định kêu chú đi mua bằng được đôi giày màu tím cho mẹ. Mẹ nó thích màu tím lắm. Con coi, chúng ta đã mua được giày cho mẹ rồi nè. Chắc mẹ sẽ vui lắm. Con cũng vui nữa. Vậy ta vào bệnh viện với mẹ đi ba. Tại sao lại là bệnh viện ạ? Mấy ngày trước cô cõng em đi học về. Vì giày bị rách nên cô đạp trúng đinh. Bị nhiễm trùng các con à. Bác sĩ nói cô sắp được xuất viện rồi. Bây giờ chú phải cho em vào bệnh viện, kẻo cô lại đợi. Nghe nói bữa nay cũng là sinh nhật của mẹ các con. Hãy mua cho mẹ một món quà nha. Phiền các con một lần nữa vậy. Chút nữa thì hai anh em mình đã đánh rơi một tấm lòng rồi. Thiệt may là mình vẫn làm được điều gì đó cho người khác, em ha. Dạ, anh hai nói phải lắm. Giờ mình đi mua quà sinh nhật khác cho mẹ anh ha. Đã lâu lắm rồi, em mới có một sinh nhật trọn vẹn như thế này. Cảm ơn hai cha con nhiều lắm. Mang lại niềm vui cho người khác là ta đã nhận lại món quà quý giá cho chính bản thân mình. Vì thế, nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại giúp đỡ và chia sẻ với người xung quanh bạn nhé. Cuộc sống luôn cần lắm những tấm lòng. Cô bé khiếm thị. Có cặp vợ chồng nhà nọ vốn hiếm muộn nhưng sống với nhau rất hạnh phúc. Ông bà tuy nghèo nhưng rất thiệt thà và chăm chỉ, mong sao có đứa con cho vui cửa vui nhà. Rồi trời cũng không phụ lòng người. Sau bao nhiêu mong chờ, bà cũng sinh. Nhưng không may em bị mù. Con bị tật, mình lại không có tiền chạy chữa cho con. Tôi đau lòng quá mình à. Mình đừng buồn sầu nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Tôi sẽ cố gắng làm lụng thêm để lo cho hai mẹ con. Cô bé mù tên là Tâm, càng lớn càng thông minh xinh đẹp. Đến tuổi đi học nhưng do gia đình nghèo nên ông bà quyết định cho học trễ vài năm. Vì mong muốn được đi học nên hàng ngày cô bé đi theo các bạn trong xóm đến trường, rồi đứng ngoài cửa sổ nghe ké cô giáo làng đọc bài và đọc theo. Con tên là gì? Có phải con muốn đi học không? Dạ, con tên Tâm, nhưng con bị mù à. Thế Tâm đã học được những gì rồi? Dạ, con có thể đọc lại bài thơ cô vừa giảng. Con về nói mẹ ngày mai đưa con tới lớp nha. Thì không cô, cô sẽ cho con vào lớp học cùng các bạn à. Thiệt chứ, cô không muốn để phí một nhân tài như con. Thiệt là cảm ơn cô giáo. Tôi nghe con bé nói mà không tin vào tai mình. Em đã có ý kiến đề xuất với ban giám hiệu nhà trường và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và quyết định của mình. Ước mơ được đi học của cô bé mù đã thành sự thật. Bạn bè trong lớp rất hòa đồng và giúp đỡ Tâm rất nhiều. Không ai phân biệt đối xử với em. Tâm rất sáng dạ, bài học cô giáo giao tới đâu em làm tới đó, khiến cho các bạn ai cũng nể phục. Sang tuần, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi. Cô đã đăng ký danh sách cho lớp mình, trong đó có bạn Tâm. Cố gắng lên nghe con, cô tin là con sẽ làm rất tốt. Chúc mừng bạn, nhất định bạn sẽ đoạt giải cho mà coi. Không phụ lòng cô giáo và các bạn, Tâm đã đoạt giải nhất của trường, rồi được cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện, khiến thầy cô trong trường vô cùng tự hào. Buổi chào cờ hôm ấy, hình ảnh người cha già nắm tay cô con gái khiếm thị lên nhận giải, khiến nhiều đôi mắt rưng rưng vì cảm động. Chúc mừng gia đình ta đã có một cô con gái thông minh và ngoan ngoãn như vậy. Cũng nhờ sự phát hiện của cô chủ nhiệm mà bây giờ trường được tiếng thơm. Nhân đây tôi xin báo cho ông một tin vui, đó là có một vị bác sĩ ở tỉnh nghe tiếng cháu nên đã liên hệ với nhà trường, mong muốn chữa lành mắt cho cháu.
Gia đình tôi xin cảm ơn quý thầy cô. Mong sao mắt cháu sẽ khỏi hẳn để tiếp tục học tập. Kỳ nghỉ hè năm ấy, cô bé được đưa lên tỉnh chữa mắt miễn phí. Sau ca mổ, vị bác sĩ thông báo với người nhà: cháu bé sẽ nhìn thấy ánh sáng sau một tuần nữa. Đúng là phép màu đã đến với gia đình mình rồi, bà ạ. Cuộc đời con người không ai là vẹn toàn. Từ trong khó khăn, nếu ta biết vượt qua mọi thử thách để vươn lên trong cuộc sống, thì đó là điều đáng được trân trọng. Bài kiểm tra điểm 7. Bữa nay cô giáo trả bài kiểm tra lịch sử. Tin háo hức nhận bài kiểm tra từ tay lớp trưởng, cậu không khỏi ngạc nhiên khi bài kiểm tra của mình chưa được điểm 7. Ôi sao lại thế này? Mình đã ôn bài rất kỹ càng và làm bài khá chính xác so với đáp án cô đưa ra mà. Cô còn phê bình bài làm tốt nhưng cần cẩn thận hơn trong nét chữ và chính tả. Buồn thiệt đó. Tin ơi, ra ăn cơm đi con. Con không đói. Không đói cũng phải ăn chứ con. Con đã cố gắng hết sức nhưng chỉ được điểm 7 thôi mẹ à. Và đây là lý do con không ăn cơm. Con thấy hơi thất vọng mẹ. Mẹ thấy điểm 7 cũng không quá tệ. Nếu con chưa thấy hài lòng thì đó là động lực để con cố gắng. Nhưng con đã làm đúng tất cả mà. Con có coi lại bài kiểm tra của mình không? Cô giáo đã phê rất rõ ràng. Con làm gì cũng phải để ý trước sau. Khi làm xong thì phải coi lại bài, coi có sai chính tả không. Mẹ thấy bài làm của con tuy rất tốt nhưng là sai chính tả và chữ viết rất xấu con à. Nghe lời mẹ, từ bữa đó Tin quyết tâm đi luyện chữ cho thiệt đẹp và đọc sách thiệt nhiều để học chính tả. Mẹ Tin rất hoan nghênh và chở Tin tới lớp luyện chữ của một người bạn. Lớp học không có nhiều thành viên, chủ yếu là các bạn nhỏ còn nhỏ tuổi hơn cả Tin. Tin vô cùng tự tin vào khả năng viết của mình. Chỉ cần luyện chữ đẹp và đúng chính tả nữa là xong. Viết tất cả các chữ cái. Ồ, phần này mình đã học từ lớp 1. Quá đơn giản. Lần sau cô phải cho đề bài nào khó hơn, chứ bảng chữ cái thì vô vị quá. Bữa nay Tin tiếp tục viết bảng chữ cái cho cô nha. Chẳng lẽ cô không biết mình đã học lớp 5 rồi sao? Mình sẽ tiếp tục viết thiệt đẹp để cô giáo sẽ cho mình một bài tập khác khó hơn. Gần một tháng trôi qua, Tin vẫn miệt mài làm bài tập cũ kỹ của cô. Tuy nhiên, cậu bé vẫn không dám nói lên điều mình thắc mắc. Cậu bé tin rằng cô là người đã đào tạo ra rất nhiều học sinh viết chữ đẹp, nên cách dạy của cô cũng khác người. Con có cảm thấy nhàm chán với bài tập cô đưa ra không? Dạ, không sao. Mọi thứ đều có lý do con ạ. Con hãy lật lại từng trang viết của mình và cho cô một nhận xét. Dạ, tất cả các trang đều không giống nhau. Đúng thế con ạ. Và con có thể thấy những nét chữ của mình đã chỉnh chu và đẹp hơn hẳn qua mỗi ngày. Dạ thưa cô, bài tập này không chỉ luyện cho con về nét chữ mà còn muốn con phải chú ý nhiều hơn tới việc mình làm. Công việc nào cũng đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ thì mới tiến bộ được con ạ. Cũng như con người ta, muốn đi đến thành công thì phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Thưa cô, con đã hiểu. Không chỉ việc viết chữ, mọi hành động của chúng ta dù là nhỏ nhất đều đòi hỏi phải cẩn thận. Sự cẩn thận mang lại cho chúng ta hiệu quả trong công việc và không phải thất vọng vì những gì mình đã gây ra. Ly nước chanh nóng. Hân không có mẹ và mẹ Hân vừa được thay thế chiếc váy mới. Lan và Huệ là hai cô bạn bằng tuổi sống gần nhau. Bữa nay Lan mới được mẹ mua cho một cái váy thêu cánh bướm. Vạt váy xòe rộng xinh xắn dễ thương. Huệ thấy Lan có váy mới thì thèm lắm, nhìn ngắm chiếc váy Lan mặc mãi không chán. Mẹ ơi, Lan có một chiếc váy thêu bướm bên trên nhìn xinh lắm. Mẹ mua cho con một chiếc như thế nha mẹ. Không được, mấy bữa trước mẹ vừa may một chiếc váy cho con rồi mà. Mẹ Huệ là thợ may. Quần áo của Huệ ít khi phải đi mua, mà thường là do mẹ Huệ may cho Huệ. Sao mẹ chẳng mua váy cho con bao giờ thế? Mẹ may cái váy đó xấu lắm, con không thích đâu. Cái váy của Lan mới thích. Mẹ mua cho con đi mẹ. Ừ kìa, học thói vòi vĩnh ở đâu đó. Con thiếu gì váy áo đẹp mà cứ đòi mua như thế. Nhà mình có khá giả gì đâu, không biết tiết kiệm gì cả. Mẹ không thương con gì hết.
Nói xong, Huệ phục phịu chạy lên phòng. Mặt Huệ rơm rớm nước mắt. Nhìn chiếc váy treo trên tủ, Huệ giận dữ lấy nó xuống. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Mặc vào các bạn liền chê xấu. Nếu không có cái váy này thì mẹ phải mua cho mình cái khác thôi. Nói rồi Huệ lấy một cây kéo cắt chiếc váy trên tay. Huệ, con làm gì thế? Ai cho con cắt váy như thế? Nhìn chiếc váy đã bị Huệ cắt thủng lỗ chỗ, mẹ Huệ giận lắm. Cầm cây roi tới toan đánh Huệ một trận. Mẹ giơ roi lên, nhưng rồi lại thôi. Đã thế thì lần sau mẹ không may váy cho con nữa. Mẹ Huệ đi khỏi phòng. Huệ cũng giận mẹ, nhốt mình trong phòng bỏ bữa nguyên một ngày. Tối đến, ba Huệ đi làm về biết chuyện, ba tới phòng Huệ khuyên Huệ. Ba nghe chuyện của con và mẹ rồi, sao con lại cắt váy mẹ may cho con? Mẹ đã buồn lắm đó. Con nghĩ cắt cái váy đó thì mẹ sẽ phải mua váy cho con. Ba ơi, con muốn mua váy mới. Mẹ không thương con. Con vậy là sai rồi. Mẹ đã mất bao công sức mới may được cái váy ấy cho con. Hôm con mặc váy mẹ may, ba nghe con vui lắm. Sao giờ lại không thích rồi? Nếu không thích thì lần sau ba nói mẹ không may váy cho con nữa. Không phải con không thích cái váy mẹ may. Cái váy Lan mặc bạn nào cũng khen xinh. Cái váy con mặc các bạn chê xấu, nên con mới không muốn mặc nữa. Trong mắt ba, con mặc váy nào cũng đẹp hết. Không phải mẹ không muốn mua váy cho con. Bà mới bị bệnh, mấy tháng nay gia đình mình cũng khó khăn. Mẹ con phải lo lắng biết bao nhiêu việc, nhưng vẫn dành thời gian may váy cho con. Mẹ thương con lắm đó. Huệ ngoan, phải xin lỗi mẹ nha. Mình sai rồi sao? Nhưng mà mình không muốn xin lỗi mẹ đâu. Sao mẹ không nói với mình? Còn nói là mình vòi vĩnh nữa chứ. Sáng hôm sau, Huệ thấy một chiếc váy gấp gọn gàng, cố tình đặt cuối giường. Tò mò giũ chiếc váy ra, Huệ bất ngờ nhìn chiếc váy mà mình cắt đã được khâu lại. Nhưng lỗ thủng được che bởi những cánh bướm, những đường cắt được mai giấu kín đáo dưới những cành hoa. Là cái váy mình cắt hôm qua. Đẹp quá. Chắc mẹ đã phải mất cả đêm để vá lại. Thế mà mình... Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Váy mẹ may là đẹp nhất. Giờ con chỉ muốn mặc váy mẹ may thôi. Nốt lần này, lần sau còn cắt là không còn đồ mà mặc đâu nha. Ba mẹ luôn là người yêu thương ta nhất. Ba mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho con. Nhưng nỗi buồn của con luôn được ba mẹ thầm vá lại như chiếc váy cánh bướm. Đừng vì những giận dỗi không đáng có mà tạo ra những lỗ thủng trên chiếc váy khiến ba mẹ buồn lòng. Thỏ con đi chơi đêm. Buổi chiều hôm đó các bạn đang chăm chú học bài thì đột nhiên cánh cửa lớp học bật mở. Cú hất hà hất hải bay vào trong. Con xin lỗi cô, con ngủ quên mất ạ. Cú hả con, hôm qua lại về nhà muộn hả? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, vào chỗ đi con. Cô chăm trước cho nốt lần này thôi đó nha. Con cảm ơn cô ạ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cú đi học muộn nữa. Mẹ nói buổi đêm bên ngoài toàn những thứ đáng sợ thôi. Không hiểu điều gì khiến Cú cứ liên tục ra ngoài khuya để rồi về muộn như vậy. Cú ơi, tại sao cậu hay đi chơi khuya thế? Mẹ mình nói buổi tối bên ngoài nguy hiểm lắm. Nguy hiểm á? Không hề nha. Cú rừng về đêm tĩnh mịch, một mình bay lượn qua những tán cây, cảm giác dễ chịu cực kỳ. Cậu biết không, nếu cậu bay thẳng qua những cái cây kia thì sẽ có buổi trình diễn ánh sáng của các chị đom đóm đó. Các chị múa đẹp lắm, tạo thành một dải lụa sáng ngay giữa khu rừng luôn. Ra thế, khác hoàn toàn so với những gì mình nghe từ mẹ. Mình quyết rồi, bữa nay mình sẽ xin mẹ cho ra ngoài chơi đêm. Thỏ con của mẹ về rồi đó hả? Và bà ngồi đi con,
mẹ sắp nấu xong món súp cà rốt rồi nè. Ăn xong thì lên phòng học bài nha. À mẹ ơi, mẹ cho con đêm nay ra ngoài chơi được không ạ? Tại sao con lại muốn ra ngoài chơi? Chẳng phải mẹ đã nói với con là bên ngoài rất nguy hiểm hay sao? Nhưng cú kể với con là khu rừng buổi đêm đẹp lắm, chứ không hề nguy hiểm như mẹ nói đâu. Đó là do đặc tính của loài cú khác với thỏ chúng ta con ạ. Con không thể so sánh như vậy được. Thôi, không nói nữa nha. Ngồi xuống ăn đi rồi còn lên học bài. Cú và mình thì khác gì nhau chứ? Chỉ là cậu ta có thể bay thôi mà. Chứ nói về học hành hay thể lực, rõ là mình ăn đứt cậu ta. Tối đó, thỏ con đợi thỏ mẹ ngủ say, liền mở cửa và trốn ra ngoài. Bên ngoài đúng như cú nói, cảnh vật xung quanh lộng lẫy đến bất ngờ. Trên bầu trời đầy ắp những vì sao, cơn gió mát lạnh hiu hiu thổi. Không gian tĩnh lặng tới nỗi mà thỏ ta cảm tưởng chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể vang vọng đến tận bên kia khu rừng. À đúng rồi, cú nói nếu đi về phía kia thì sẽ đến buổi trình diễn của các chị đom đóm. Được rồi, đi thôi. Đúng như cú nói, buổi đêm thiệt là tuyệt. Mẹ cứ lo xa vớ vẩn. Coi nè, mình đi vẫn bình thường, chẳng làm sao cả. Coi ta kiếm được gì hay ho nè. Một con thỏ vào giữa đêm. Gì đây, trẻ hư không chịu nghe lời mẹ thì để chú sói trẻ trung này dạy giùm cho nha. Sói, có sói. Ai đó cứu con với. Lão sói đang đuổi theo con. Cứ cố cầu cứu đi nhãi con. Bây giờ mọi người ngủ hết rồi, không còn ai để cứu mi đâu. Mẹ ơi, con sai rồi. Đáng ra con nên nghe lời mẹ. Giờ làm sao đây? Cứ như thế này thì mình sẽ chết mất. Trong lúc thỏ con đang tuyệt vọng thì có tiếng vụt ở phía sau. Gia đình cú đã quắp lấy thỏ con và bay lên trời, thoát khỏi móng vuốt của gã sói. Hú hồn hú vía, thỏ con, cậu có sao không? Mình sợ lắm, cảm ơn bác và cú đã cứu con. Sao con lại một mình ra ngoài giữa đêm khuya như thế này? Có biết là nguy hiểm lắm không? Con nghe cú kể buổi đêm trong rừng tuyệt vời lắm, nên con tò mò muốn xem thử. Nhưng giờ con chừa rồi, con không dám nữa đâu. Họ nhà cú của bác và họ nhà thỏ của con rất khác nhau. Nhà bác sống chủ yếu về đêm, nên các đặc tính của bác được phát triển để thích ứng với cuộc sống về đêm, như đôi mắt sáng, có thể nhìn xuyên đêm, hay đôi cánh bay lượn giúp săn mồi và né tránh các mối nguy. Còn con thì ngược lại, rất dễ trở thành miếng mồi cho những kẻ xấu như gã sói kia. Con biết lỗi rồi ạ, từ giờ con sẽ không dám ra ngoài vào giữa đêm nữa. Bạn cùng tớ. Phim. Các cậu yên tâm đi, mình đã từng làm món này cho cả nhà ăn rồi, ai cũng khen ngon.
Mà tay nghề của mình, hè năm ngoái liên quan, mọi người cũng có dịp thưởng thức rồi đó. Sao lại là lá thơ chứ? Lại được gửi từ miền Nam ư? Hoàng Anh thân mến, dạo này cậu có khỏe không? Việc học hành ổn định rồi chứ? Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Mình biết, việc phải chuyển tới ngôi trường mới ở thành phố, cách xa quê nhà gần 500 cây số, với cậu thực sự chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà nghĩ tích cực ra, điều đó không hẳn là tệ, bởi ở nơi có điều kiện học tập tốt. Chiếc áo tình bạn. Mai Chi vốn là một cô bé ngoan và chăm chỉ. Đi học về, lúc nào Mai Chi cũng phụ mẹ lặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nhưng bữa nay đi học về tới nhà, mẹ ơi, không phải con nghịch phá chiếc áo này đâu ạ. Đây là chiếc áo con thích lắm, bởi nó là quà ba mẹ thưởng cho con đầu năm học mới. Nhưng con làm thế là vì con muốn giúp bạn Bình ạ. Tại sao con khâu áo lại là giúp bạn Bình? Con giải thích cho mẹ nghe nào. Sáng nay đi học, bạn Bình mặc một chiếc áo trắng còn khá mới, nhưng lại có một miếng vá hình tròn màu đỏ rực trên tà áo. Xung quanh miếng vá là những sợi chỉ dài vụn về.
Các bạn ở lớp cười ồ lên khi thấy Bình mặc chiếc áo đó bước vào lớp. Nè Bình, cậu lấy đâu ra chiếc áo quái gì vậy hả? Chắc áo bị chuột cắn rách nên cậu tự khâu lại nên mới xấu xí như thế đúng không? Thời nào rồi mà còn mặc áo vá đi học chứ? Như mình á, nếu ba mẹ mà không mua quần áo mới cho mình thì mình nghỉ học luôn ở nhà. Những lời trêu. Mới, nhưng mình mặc hơi dài và rộng. Đến lúc mặc vừa, mẹ lấy ra thì áo đã bị gián cắn, lủng lỗ chỗ ở tà. Mẹ mình không đủ tiền mua áo mới, bèn cắt một miếng vải đỏ ở áo của mẹ vá cho mình. Dạo này mắt mẹ bị mờ nhiều hơn, nhìn không rõ nên mẹ vá không khéo, bị lộ chỉ. Mình thương mẹ lắm. Mình nghĩ không phải là mẹ Bình không khéo tay hay vá áo xấu đâu. Mẹ Bình khâu ông mặt trời lên áo đó. Chẳng qua là các bạn không hiểu thôi. Thôi, lên lớp với mình nha. Bình biết không, đây là mốt mới nhất ở thành phố. Hôm bữa mẹ mình đi họp trên phố đã mua cho mình một chiếc áo gần giống áo của Bình. Miếng vải đỏ là mặt trời, những sợi chỉ là tia nắng đang tỏa sáng. Ngày mai mình sẽ mặc lên lớp, như vậy là tụi mình có đồng phục giống nhau đó. Con xin lỗi mẹ, con đã nói dối các bạn. Con còn cắt luận chiếc áo mẹ mới mua cho con. Không phải lời nói dối nào cũng xấu. Mẹ không giận con đâu. Ông mặt trời con khâu trên áo là ông mặt trời rực rỡ nhất mà mẹ thấy. Ngày mai, mẹ sẽ đi mua cho con và bạn Bình hai chiếc áo giống nhau nữa để làm đồng phục của đôi bạn cùng bàn. Được không nào con gái? Còn bây giờ, ra phụ mẹ dọn cơm, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi để chiều con đi học nữa nha. Con cảm ơn mẹ. Chắc bạn Bình sẽ thích lắm mẹ à. Mùa lúa chín. Sáng hôm nay là ngày Lan và Nga lên thành phố nhập học. Hai bạn sống cạnh nhà nhau từ nhỏ và giờ đây lại cùng đậu vào một trường đại học nên quyết định tìm phòng trọ ở chung. Hai đứa ở trên đó xa nhà, nhớ phải chăm sóc lẫn nhau, bảo ban nhau học hành. Nếu thiếu thốn gì thì phải gọi về cho mẹ biết nghe không? Dạ, tụi con nhớ rồi. Ba mẹ và bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào được nghỉ, tụi con sẽ về thăm nhà. Con đi rồi, giờ nhà chỉ còn mình mẹ. Có chuyện gì mẹ phải gọi cho con nha. Không thì chạy qua nhờ ba mẹ Lan nha mẹ. Các con cứ yên tâm học hành. Mẹ ở nhà đã có hai bác. Thôi đi đi, xe tới rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Mình đi tới hè lại về mà. Ba Nga mất sớm. Nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Giờ Nga đi học xa nhà, chỉ còn mẹ ở nhà một mình, nên Nga rất lo cho mẹ. Nga đừng lo quá, có chuyện gì đã có ba mẹ Lan rồi. Rảnh thì chịu khó gọi điện về cho mẹ đỡ buồn. Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc vụ lúa ở quê sắp tới kỳ thu hoạch. Sáng hôm đó Lan chuẩn bị đồ đạc để bắt xe về quê phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng. Hè được nghỉ dài, sao Nga lại không về? Nga còn bận chút việc. Lan cứ về trước đi. Việc gì chứ? Thi cử xong hết rồi mà. Nga cũng có đi làm thêm gì đâu. Thực ra thì về quê lại phải phơi nắng đi gặt. Da Nga mãi mới trắng được thế này. Giờ mà về thì lại đen mất thôi.
ngài đang nghĩ gì vậy? Đến vụ mùa, ở nhà biết bao nhiêu là việc. Ba mẹ mong đến hè để các con về đỡ đần công chuyện. Vụ lúa nhà Nga có mỗi mình mẹ Nga, thì làm tới chừng nào mới xong? Nga biết, Lan cứ về trước đi, mấy bữa nữa Nga sẽ về sau. Vậy thì tùy Nga, xe sắp chạy rồi, Lan về trước đây. Thời tiết năm nay thất thường. Nghe loa thông báo sắp có bão về, mẹ Nga lo lắng gọi điện thoại cho con gái. Nga, trên đó con có khỏe không? Đã cơm nước gì chưa? Con khỏe mẹ à, ở nhà thế nào rồi ạ? Mẹ nghe loa thông báo bão, mọi người đang cố gắng thu hoạch trước khi bão về. Mẹ thấy Lan nó về rồi đó. Sao con còn chưa về? Dạ, dạ con còn một ít bài vở chưa hoàn thành. Mấy bữa nữa xong rồi con về luôn ạ. Ừ, con ráng thu xếp xong sớm để về giúp mẹ nha. Trời gần tối, mẹ Nga đi làm đồng về. Đang chuẩn bị rửa chân thì đầu óc bỗng quay mồng, mặt mũi tối sầm rồi té ngã bên giếng nước. Đúng lúc đó Lan cầm mấy cái bánh qua biếu mẹ Nga, thấy thế liền hoảng hốt. Bác ơi, bác có sao không ạ? Ba mẹ ơi, bác Hoa ngất xỉu rồi. Vì vụ mùa vẫn chưa thu hoạch xong, nên Lan thay ba mẹ theo xe cấp cứu đưa mẹ Nga lên bệnh viện thành phố. Sao gọi hoài không được vì nè? Nga ơi, bắt máy đi Nga. Sáng hôm sau, Lan về phòng trọ, gõ cửa hoài mà không thấy Nga trả lời. Gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng thuê bao. Lan bất lực định về bệnh viện, thì trông thấy Nga từ xa đang tiến lại. Nga đi đâu mà giờ mới về? Gọi điện cũng không nghe máy. Mẹ Nga đang trong bệnh viện đó. Sao mẹ Nga lại phải nằm viện? Bác sĩ nói do làm việc quá sức. Bây giờ thì bác đã ổn hơn rồi. Là lỗi của Nga. Nga ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Nga đã không nghĩ tới mẹ. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Nga nhanh vào với mẹ đi. Vào tới bệnh viện, thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, ốm yếu. Nga khóc nức nở ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Là do con không tốt nên mẹ mới phải vào viện. Con gái mẹ sao lại không tốt chứ? Ngoan, mẹ khỏe rồi, đừng khóc nữa. Mẹ ơi, khi nào mẹ xuất viện, cho con về phụ việc với mẹ nha. Được rồi, mẹ vẫn đợi con về phơi tóc đó. Khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, hòa mình vào thế giới rộng lớn, bạn có thể bị cuốn hút bởi vô vàn mối quan tâm mới, những mối quan hệ phức tạp từ bạn bè đến người yêu. Nhưng đừng quên rằng có một nơi gọi là nhà. Mẹ của bạn vẫn luôn dõi theo từng bước đi, luôn sẵn sàng động viên và ủng hộ bạn. Vì thế, hãy dành thời gian để ở bên mẹ. Hãy nói nhiều lời yêu thương hơn với mẹ trong những thời khắc chúng ta còn có thể, bạn nhé. Con ngựa gỗ của ba. 7:30 sáng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Các bạn học sinh vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm một xấp bài tập làm văn. Chào lớp 3A1 thân yêu của cô. Bài tập làm văn miêu tả về món đồ chơi yêu thích vừa rồi của các con rất tốt. Như bạn Na tả về con búp bê mà mẹ mua cho, bạn Hùng nói về con robot được ba tặng, còn bạn Nam viết về chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cô cũng rất tò mò về con ngựa gỗ mà ba của bạn Hoàng đã tự tay làm cho bạn ấy. Hoàng à, con có thể kể cho cô và các bạn nghe được không? Dạ thưa cô, trước đây con có thích một con ngựa gỗ của anh họ, nên đã đòi ba làm cho mình một con giống y như vậy. Vừa nói, Hoàng vừa cúi gằm mặt xuống đất. Ba của Hoàng đi từ ngoài sân vào nhà, cầm trên tay con ngựa gỗ vừa làm xong, tươi cười gọi Hoàng. Hoàng ơi, ra coi ba có gì cho con nè. Hoàng từ phòng chạy ra, nhận con ngựa gỗ từ tay ba. Ba, nó không giống của anh Minh. Của anh Minh đẹp hơn nhiều. Con ngựa gỗ của ba xấu lắm, đuôi còn ngắn nữa. Con không chịu đâu, ba làm con khác đi. Hoàng giận dỗi bỏ vào phòng. Ba của Hoàng nhẹ nhàng nhặt con ngựa lên, phủi lớp mùng gỗ còn bám trên mình nó. Gương mặt ông tỏ vẻ buồn rầu, nhìn mãi vào con ngựa đang cầm trên tay, rồi lại nhìn cửa phòng của Hoàng. Ông đầy hụt hẫng khi món đồ chơi mà ông dành cả tâm huyết làm cho Hoàng bị từ chối. Từ dưới bếp, mẹ Hoàng đã nhìn thấy hết chuyện. Bà cảm thấy buồn lòng và bước đến cạnh Hoàng. Con à, con có biết rằng ba con làm ra con ngựa gỗ đó rất cực khổ không?
Ba con cũng chẳng phải thợ mộc, nhưng vẫn sẵn sàng dành rất nhiều thời gian ngồi một chỗ để làm con ngựa gỗ cho con. Tay của ba xuất hiện nhiều vết thương khi làm đồ chơi cho con đó. Nhưng mà con... Nào, bình tĩnh, nghe mẹ nói hết đấy nào. Khi mà ba con đã dành tình yêu thương để làm con ngựa gỗ cho con, thì con đã làm gì? Con vứt nó xuống sàn, đúng không? Như vậy là con còn không thương ba, không trân trọng tình yêu mà ba đã dành cho con rồi. Mẹ muốn con trai của mẹ là một em bé ngoan, biết cảm ơn và trân trọng tình yêu thương mà mọi người dành cho mình. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi ạ. Vậy bây giờ, con biết phải làm gì chưa? Dạ rồi ạ. Dưới gốc cây xoài sau vườn, ba Hoàng đang cẩn thận dùng búa và đục tỉ mỉ sửa lại con ngựa gỗ. Chốc chốc lại lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Dù vừa rồi Hoàng đã vứt con ngựa xuống sàn, nhưng ông không hề la mắng mà kiên nhẫn nhặt lên và mang đi sửa lại. Tình yêu mà ba dành cho Hoàng thiệt lớn lao, nguyện làm mọi thứ cho con mình. Ba ơi, con xin lỗi ba, vì hồi nãy con đã không ngoan. Ba tha lỗi cho con nha ba. Không sao đâu, mặt trời nhỏ của ba. Nào, tới đây coi coi chiếc đuôi ba vừa làm đủ to chưa nào. Sao ba gọi con là mặt trời nhỏ thế ạ? Vì ba rất yêu con. Dạ, con cũng yêu ba nhiều lắm. Con ngựa gỗ của ba con tuy không đẹp như những con ngựa khác, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một con mà thôi. Và nó được làm từ tình yêu mà ba dành cho con. Vì vậy, đó chính là món đồ chơi mà con yêu thích nhất. Sau khi nghe Hoàng kể lại câu chuyện, tiếng vỗ tay của các bạn vang lên. Ai ai cũng muốn có một món đồ chơi giống như vậy. Nhìn con ngựa gỗ trên bàn, Hoàng cảm thấy thật tự hào và hãnh diện. Đây là món quà vô giá, là tất cả tình yêu thương của ba mà không gì có thể thay thế được. Món đồ chơi dù đẹp hay xấu thì nó luôn chứa đựng tình yêu thương mà ba mẹ đã dành tặng cho mình. Phải biết quý trọng, bởi nó không đơn giản chỉ là một món đồ vật, mà hơn cả chính là giá trị tinh thần mà chúng mang tới. Chiếc vòng cổ của cá heo con. Cáo, khỉ và voi cùng nhau đến một bãi biển trong xanh để vui chơi. Trong khi khỉ và voi đang nô đùa dưới biển, thì cáo thấy chán nản đi lên bờ tìm trò chơi mới. Đang dạo biển thì cáo phát hiện một sợi dây nhựa màu đỏ khá dài và to, trông rất đẹp. Sao sợi dây này lại nằm ở đây ta? Để coi nào. À đúng rồi, chắc trò này sẽ vui lắm đây. Voi ơi, khỉ ơi, lên đây mình có trò này hay lắm, lên đây lẹ đi. Từ xa thấy vậy, voi và khỉ vội vàng lên bờ. Hai bạn rất tò mò xem cáo sẽ làm gì mà trông bạn ấy rất phấn khích. Cáo ơi, trên tay cậu cầm cái gì thế? Cậu lấy nó đâu vậy? Ở đó kìa, mình vừa nảy ra một ý là giờ chúng ta cột nó lại thành hình tròn. Rồi voi sẽ làm trọng tài, dùng cái vòi của cậu ấy treo nó cao lên. Mình và khỉ sẽ thi nhau, coi ai nhảy được qua vòng tròn này nhiều hơn nha. Ai nhảy được ít hơn thì lát nữa phải ở lại dọn sạch sẽ đồ ăn, vứt rác rồi mới được về nha. Voi và khỉ thấy trò chơi này khá thú vị nên đồng ý tham gia. Với lợi thế leo trèo của mình nên khỉ liên tiếp nhảy qua vòng tròn, còn cáo lấy đà mãi mà chẳng nhảy qua nổi. Thôi, mình không chơi nữa, mọi người vào ăn đi, để lát nữa mình còn dọn. Nghe vậy, khỉ và voi cũng không dám lên tiếng vì biết cáo đang buồn. Cả ba ăn xong, trong lúc đợi cáo dọn dẹp, khỉ và voi chạy xuống biển nô đùa tiếp. Trong lúc voi và khỉ không chú ý, cáo đã gom hết tất cả đồ ăn, chai, dĩa, chén làm bằng nhựa. Gom vứt hết xuống biển như thế này, dọn vừa nhanh vừa sạch, mình lại không bị mệt chút nào. Còn ai thông minh hơn cáo mình đây? Cũng tại nó mà mình bị thua, giờ phải dọn dẹp hết đống đồ ở đây. Tránh ra chỗ khác đi, thiệt là vướng víu mà. Các cậu ơi, về thôi, mình dọn xong rồi. Cáo ơi, cậu dọn nhanh mà sạch thế, cậu giỏi thiệt, giờ tụi mình về đi. Ba bạn cùng nhau ra về mà không biết rằng số rác mà cáo vừa vớt xuống biển đang trôi dần ra xa, còn sợi dây màu đỏ thì đang chìm dần xuống biển. Đây là cái gì ta? Một chiếc vòng cổ màu đỏ sao? Trông nó thiệt đẹp, đeo nó vào cổ chắc các bạn sẽ ghen tị với mình lắm.
cá heo đã lầm tưởng sợi dây màu đỏ ấy là một chiếc vòng cổ nên đã đeo vào. Nào ngờ khi bơi, sợi dây càng ngày càng siết chặt vào cổ cá heo hơn. Khó chịu quá, các bạn ơi giúp mình với, mình thấy khó thở quá. Sợi dây này càng ngày càng siết chặt là mình không thoát ra được. Các bạn ơi qua đây lẹ lên, có lẽ bạn ấy cần chúng ta giúp đỡ. Mình thấy sợi dây đang siết chặt cậu ấy lắm đó. Thấy vậy các bạn của cá heo bơi gần đó tiến lại đỡ cá heo lên. Nhanh nhanh đưa cá heo tới chỗ của bác sĩ rùa đi, nhờ bác tháo giùm sợi dây ra. Nghe vậy các bạn nhanh chóng đưa cá heo đi. Đến chỗ của bác sĩ rùa, bác hốt hoảng nói. Ôi trời ơi, sao bạn cá heo lại bị dây quấn quanh chiếc cổ vậy? Làm thế rất nguy hiểm đến tính mạng đó. Các bạn của cá heo kể lại cho bác sĩ rùa mọi việc diễn ra hồi nãy. Mau đưa cá heo vào trong cắt sợi dây ra đi. Nhớ là cắt sợi dây thành nhiều đoạn nhỏ rồi vứt đúng nơi quy định nha. Y tá cá ngựa gật đầu, nhanh chóng đưa cá heo vào trong. Các con có biết không, có rất nhiều sinh vật biển gặp nạn bởi các loại rác. Đó là lưới, dây câu, bao bì, dây cao su quấn vào cơ thể của chúng ta làm bị thương, bị ngạt. Nếu không kịp cứu giúp thì cái chết là điều khó tránh khỏi. Dạo gần đây, mức độ gặp nạn này càng ngày càng gia tăng. Vừa rồi có một bạn rùa đã vô tình lầm túi nhựa là sứa biển nên đã ăn vào trong bụng. Mai sau phát hiện kịp thời nên cha mẹ bạn ấy đã đưa đến đây để cấp cứu, gắp cái túi nhựa ấy ra. Bây giờ tình trạng rác thải dưới lòng đại dương rất nhiều nên khi các bạn vui chơi, bơi lội, nhớ chú ý xung quanh để tránh gặp nạn bởi rác thải nha. Rất là nguy hiểm đó. Các bạn rối rít đồng thanh cảm ơn bác sĩ rùa và cùng nhau ra về. Rác thải nhựa trên biển đang đe dọa nghiêm trọng đến sinh vật biển và đến chính con người chúng ta. Hãy chung tay làm sạch bãi biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Mỗi người có ý thức sẽ góp phần đẩy mạnh ý thức chung là bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nuôi em. Quỳnh, Hùng và Nam là ba bạn sinh viên ngành báo chí của một trường đại học tại thành phố. Vì cả ba đều có sở thích là phiêu lưu và khám phá, nên đã cùng ngồi lại và bàn với nhau sẽ lên các huyện giáp biên giới của vùng Tây Nguyên để quay tư liệu cho bài phóng sự tốt nghiệp của họ. Nhưng quay về đề tài nào cho đặc sắc, cho ý nghĩa thì tới bây giờ cả ba vẫn chưa chốt được. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tới và quay tất cả những điều diễn ra ở đó? Biết đâu chừng chúng ta sẽ nảy ra một vài ý tưởng hay ho thì sao? Quỳnh và Nam nhìn nhau, đăm chiêu một lát rồi gật gù đồng ý với ý kiến của Nam. Hẹn nhau vài bữa nữa sẽ lên vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp. Và trường mầm non Hoa Bang là địa điểm chính mà ba bạn sẽ ghé thăm. Khi tới đây, Hùng đã quay được rất nhiều hình ảnh thầy cô dạy học cho các em nhỏ, những hoạt động vui chơi của các em trên sân trường. Khi đang ngồi coi lại những thước phim, Hùng phát hiện ra có một em nhỏ tuy còn rất bé, nhưng trên lưng đều thêm một đứa trẻ nhỏ xíu. Thấy vậy, Hùng đã đi hỏi các thầy cô trong trường. Và mai sau gặp được cô Hoa là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Em ấy tên là Y Phan, chỉ mới 5 tuổi thôi. Tội nghiệp, ngày nào đi học cũng phải điều thêm đứa em gái 2 tuổi của mình. Thực ra thầy cô trong trường khi biết tới hoàn cảnh của em ấy cũng đã nhiều lần thăm hỏi, giúp đỡ, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Gia đình nghèo, cha mẹ lại quá bận, không có ai trông em, nên cuối cùng Y Phan vẫn hằng ngày điều em tới lớp. Còn về phần em gái của Y Phan, cứ mỗi lần thầy cô muốn đặt em nằm xuống cho lưng Y Phan đỡ mỏi thì khóc to, chẳng ai dỗ được, nên mọi người cũng đành chịu em à. Vậy giờ em phải tìm cậu bé ở đâu ạ? Y Phan học ở lớp đó, tầm 10 phút nữa tan học, em có thể ghé thăm nha. Hùng cúi đầu cảm ơn và tạm biệt cô Hoa, xoay người tiến lại lớp số 2. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ tan học. Các em nhỏ chạy ùa ra khỏi lớp. Hùng đã đứng ngay cửa từ lúc nào, thấy Y Phan bước ra khỏi lớp. Trên người cậu bé mặc một bộ đồ đã cũ, điều em gái mình đang ngủ trên lưng, và cột em lại bằng một tấm vải thổ cẩm dài. Y Phan, anh muốn hỏi em một vài điều. Không biết em có thể qua gốc cây bên kia nói chuyện với anh một chút không? Dạ được ạ, anh đợi em chạy ù vào trong kia lấy đồ ăn đã nha. Hùng gật đầu, bước nhanh về phía gốc cây. Thoáng chốc Y Phan đã chạy tới bên cạnh Hùng và ngồi xuống. Bàn tay em nhỏ xíu nhưng đầy chai sần. Anh có gì hỏi em thì cứ hỏi đi,
Em vừa cho Hermin ăn, vừa trả lời anh nha. Hùng chăm chú từng hành động của Ivan. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng chăm em rất khéo. Nhẹ nhàng tháo từng nút cột trên tấm vải xuống. Đỡ em từ đằng sau lưng, ôm từ từ vào trong ngực mình. Nhẹ nhàng vỗ về, đánh thức em dậy để ăn cháo. Hùng ngạc nhiên khi Ivan mở hộp cơm ra. Trong đó chỉ có cháo trắng và một ít rau rừng luộc. Đây là đồ ăn của em sao? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nào Hermin đi học chung với em thì mẹ sẽ nấu cháo với luộc rau. Còn hôm nào mẹ bệnh, Hermin ở nhà với mẹ thì em được ăn cơm với muối. Em quên mất, ăn cơm với rau rừng luộc nữa hả? Hùng nhìn Ivan cẩn thận đút từng muỗng cháo cho em. Gương mặt cậu đầy thương xót, nhẹ tay đặt lên bờ vai bé nhỏ của Ivan. Cậu bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng những gì cậu bé đã, đang và sẽ trải qua khiến Hùng ngỡ ngàng. Cậu nhìn lại chính bản thân mình, từ nhỏ tới lớn được ba mẹ chiều chuộng. Trong nhà lại là con út nên cũng chưa từng phải chăm sóc ai. Ivan, em có cảm thấy mệt hay buồn khi luôn phải điều em trên lưng không? Lại còn phải ăn cháo, ăn cơm với muối và rau nữa. Dạ không, em thích Hermin lắm. Đi học chung với Hermin vui lắm. Còn ăn cơm thì chỉ cần no bụng thôi. Em ăn gì cũng được hết. Hùng chăm chú nhìn Ivan. Mái tóc em que vạn, mọc lưa thưa. Có lẽ đây là do đội nắng quá nhiều mà không có gì che trên đầu. Ăn uống thì đạm bạc khiến cơ thể em gầy guộc xanh xao trông thấy rõ. Hùng đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu chỉ riêng gì Ivan, những đứa trẻ ở đây đều gầy gò ốm yếu như vậy. Đột nhiên Hùng đứng dậy, vui mừng chạy đi tìm Quỳnh và Nam. Nè, mình nghĩ ra được chủ đề cho bài tốt nghiệp của tụi mình rồi. Đó là về sự nghèo đói, khó khăn của trẻ em vùng sâu vùng xa. Hồi nãy mình thấy mấy bạn nhỏ ăn uống quá đạm bạc, chỉ có miếng cháo hay chén cơm trắng thôi. Mình hy vọng đề tài của tụi mình có thể kêu gọi, vận động nhiều người biết đến để giúp các em nhỏ có bữa cơm thịnh soạn hơn. Quỳnh và Nam vui vẻ đồng ý với ý kiến của Hùng. Cả ba bắt tay vào xây dựng đề tài. Và ngoài ra họ còn truyền tải nhiều nội dung lên mạng xã hội, kêu gọi mọi người quan tâm đến những khó khăn của các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa đang gặp phải. May mắn rằng được rất nhiều mạnh thường quân, nhiều bạn trẻ quan tâm. Và từ đó, rất nhiều dự án nuôi em được ra đời, cung cấp rất nhiều bữa ăn chất lượng nuôi các em nhỏ đến trường. Sự chung tay của cả một cộng đồng là điều cốt lõi trong việc giúp đỡ những mảnh đời đang gặp khó khăn. Tình yêu thương, lòng nhân ái là nền tảng của những mối quan hệ tốt đẹp. Việc giúp đỡ người khác chính là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình. Từ đó, trở thành người có ích cho xã hội. Hạnh phúc gia đình. Nga sống trong một gia đình dù không thiếu thốn gì, nhưng nó lại không thấy hạnh phúc. Mẹ Nga ở nhà làm nội trợ. Bởi vậy, cuộc sống gia đình Nga gần như đều dựa vào tiền lương của ba Nga. Ba ngày nào đi làm về là lại ngồi chơi, không giúp gì cho mẹ. Ba luôn lấy lý do đi làm vất vả nên không muốn động tay động chân vào việc nhà. Anh quét nốt giùm em cái nhà để em còn vào nấu cơm. Sắp tối rồi, để cái Nga ăn rồi còn học bài nữa. Em đi mà quét, anh mệt lắm. Đi làm từ sáng tới giờ mới được nghỉ ngơi, làm gì còn sức mà quét nhà. Nga tuy còn nhỏ nhưng thấy mẹ làm việc nhà mệt mỏi, nó thương mẹ lắm. Mẹ cứ đi nấu cơm đi ạ, để nhà con quét nốt cho mẹ nha. Một bữa, Nga bị bệnh, ho không ngừng, mẹ nó lo lắm. Với số tiền ba cho mẹ mỗi tháng thì không đủ để đưa Nga đi viện. Nga nó ho mấy bữa nay rồi anh à, em đã cho con uống thuốc rồi mà con không đỡ chút nào. Hay anh đưa em tiền để em cho con đi viện khám coi sao. Lại tiền, sao lúc nào em cũng chỉ biết đòi tiền thế? Con mới ho có chút xíu thế kia, tới viện để làm gì? Con nó ho với sốt gần 3 ngày nay rồi, anh không thương con hay sao mà lại nói như thế? Em có biết đi làm kiếm được ra đồng tiền vất vả thế nào không? Sao em không hiểu cho anh mà cứ tiêu xài quan phí thế? Lần nào cũng vậy, sau câu nói đó của ba, mẹ chỉ biết im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Thế rồi đến ngày hôm sau, Nga sốt rất cao, dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm. Mẹ Nga đành phải mượn tiền họ hàng xung quanh để đưa Nga đi viện. Ngồi ngoài hành lang, mẹ lo lắng gọi ngay cho ba. Sao em đã đưa con tới viện rồi? Anh đã nói mua thuốc cho con uống là được rồi.
tới viện làm gì rồi lại tốn cả đống tiền? Em đã cho con uống thuốc rồi đó chứ. Nhưng con mãi không đỡ thì em biết làm thế nào? Lỡ con có mệnh hệ gì thì em biết sống làm sao? Em nói linh tinh cái gì thế? Uống thuốc thì làm sao mà đỡ liền được? Em không phải đi làm nên nghĩ kiếm tiền dễ lắm đúng không? Cảm phiền anh không gây ồn, ở đây là bệnh viện. Bé nhà anh chị bị viêm phế quản nặng, may mà tới viện kịp lúc nên giờ bé đã ổn hơn rồi. Nếu chữa muộn hơn, có thể dẫn tới viêm phổi. Dù chữa khỏi thì nguy cơ rất cao phải chịu nhiều biến chứng cũng như di chứng. Mong anh chị có thể để ý tới bé nhiều hơn, để tránh bé bị bệnh nặng thế này lần nữa. Ba lặng người đi không biết nói gì. Ba cảm thấy rất hối hận và có lỗi với mẹ con Nga. Ba ơi, con khỏe rồi, không cần tốn tiền đi viện nữa đâu. Ba đừng la mẹ nữa nha. Ba không la mẹ nữa đâu. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi con. Anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh đã không quan tâm tới mẹ con em. Anh chỉ biết đi kiếm tiền rồi về nhà chỉ trích mắng mỏ em, mà không biết em đã phải chăm sóc gia đình vất vả đến thế nào. Anh hứa từ nay sẽ giúp em làm việc nhà và để ý tới con chúng ta nhiều hơn nha em. Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng, yêu thương và thông cảm lẫn nhau. Không nên chỉ vì kiếm tiền nhiều hơn mà có quyền chỉ trích, la mắng người còn lại. Hãy chia sẻ với nhau những lo toan trong cuộc sống, cùng chăm sóc con cái, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng giải quyết những vấn đề nảy sinh. Sự đồng lòng như thế sẽ giúp gia đình mạnh hơn và yêu thương nhau hơn nữa. Bà Tiên. Hồng đón mẹ từ quê lên thành phố sống cùng khi sắp sinh Cubin. Vợ chồng Hồng đều làm cho công ty tư nhân nên công việc khá áp lực. Tuy nghỉ sinh ở nhà, Hồng vẫn phải vật lộn với đống giấy tờ lộn xộn. Có mẹ ở cùng đỡ đần, 3 tháng sau sinh, Hồng đã xin đi làm lại. Mẹ ơi, tụi con tính sẽ thuê Oxin làm việc nhà, còn mẹ ở nhà chỉ cần trông cháu thôi. Như vậy mẹ sẽ không phải vất vả nữa, tụi con đi làm cả ngày cũng yên tâm về hai bà cháu. Trong nhà có việc gì nặng nhọc đâu con, ngài nấu 2 bữa cơm và cho quần áo vào máy giặt, tranh thủ lúc cô Bin ngủ, mẹ làm loáng là xong. Thuê người giúp việc, tháng mất mấy triệu đồng, hơn nữa có người lạ trong nhà, mẹ cũng không thích. Dạ, vậy thì tụi con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ Hồng gần 70 tuổi nhưng nhanh nhẹn, dẻo dai lắm. Có bàn tay của bà, nhà cửa trước sau sạch bóng và lúc nào cũng ngăn nắp. Nhưng dạo này Hồng thấy mẹ kỳ lạ thế nào ấy. Bà cứ chăm chăm lượm lặt mấy cái chai lọ, bìa, giấy vụn. Chắc mẹ dọn dẹp đồ thừa thải trong nhà để mang đi bán cho sạch sẽ, gọn gàng đi mà. Nhưng mà hơi lạ, sao phế liệu trong nhà lại nhiều thế được chứ? Em nghĩ hoài mà không đoán được lý do. Liệu mẹ gom đồ linh tinh để làm gì vậy anh? Chắc mẹ muốn dành dụm ít tiền. Có gì đâu mà em phải suy nghĩ. Ở quê sống tằn tiện quen rồi, mẹ không muốn lãng phí nên mới tận dụng. Chốt lại, để giải quyết vấn đề, anh nghĩ em nên đưa mẹ thêm ít tiền, chở mẹ đi mua sắm thường xuyên. Cuộc sống xông xên, mẹ sẽ bớt thời gian lượm lặt vụn vặt. Mẹ ơi, mẹ cầm thêm để chi tiêu nha. Sao con đưa tiền cho mẹ nhiều vậy chi? Phần tiền con đưa hàng tháng mẹ xài còn không hết con ạ. Đi làm vất vả, phải biết tiết kiệm. Mà nếu dư rồi thì làm bớt lại. Thỉnh thoảng con phải nghỉ ngơi, đưa cô Bin đi chơi, dòm ngó hàng xóm láng giềng chút. Mẹ thấy vợ chồng con ở đây lâu mà chẳng biết ai với ai. Sống thế không được đâu con ạ. Con đưa thêm tiền là muốn biếu mẹ. Mẹ đi ra ngoài thấy món nào ngon thì thưởng thức, thích món gì thì mua. Mà mẹ lựa mấy cái chai lọ vứt đi kia làm chi, bán được bao nhiêu tiền đâu. Mẹ để góc sân, cô Bin lân la ra đó chơi, mất vệ sinh lắm. Mẹ chỉ làm trong lúc rảnh rỗi, làm xong lúc nào mẹ cũng thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ. Mẹ không để ảnh hưởng tới các con, tới cô Bin đâu. Không ảnh hưởng là thế nào? Hàng xóm người ta nhìn việc mẹ làm, người ta cười tụi con đó.
Những ngày sau đó, thay vì công khai lượm lặt đồ phế liệu như mọi lần, mẹ Hồng lại giấu giếm. Bà cột chặt phế liệu vào bao kính để ở một góc khuất. Khi vợ chồng Hồng đi làm về, nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm. Bà ngồi ung dung chơi với cu Bin nên Hồng cũng yên lòng. Cô Hồng đi làm đó hả? Nè, sao vợ chồng cô khá giả, nghề nghiệp đàng hoàng mà cứ để bà cụ đi lượm lặt phế liệu mãi thế? Thực tình mình không hiểu nổi, sao mẹ phải khổ sở thế để làm gì, trong khi tiền mình đưa thì nằng nặc không lấy. Được rồi, ngày mai mình sẽ nghỉ làm một bữa để theo dõi mẹ, lấy mấy thứ vụn vặt đó ở đâu và vì sao phải làm vậy. Mình sẽ ngồi đây khoảng hơn tiếng rồi quay về theo dõi mẹ. Vì sáng ra, mẹ còn phải chu cu Bin ăn uống. Chơi một lát, khi cu Bin chơi chán lăn ra ngủ thì bà muốn làm gì mới làm được. Cô ơi, cô có muốn đánh giày không ạ? Có, vào đây. Cô ở trong hẻm này à? Con thấy cô hay từ đó đi ra. Ừ. Trong hẻm cô xuất hiện một bà tiên. Tụi con thương bà lắm. Bà hay kể cho tụi con nghe những câu chuyện rất thú vị. Bà tiên à? Bà tiên tên gì? Dạ, tụi con không biết tên bà, chỉ gọi bà là bà tiên, vì nhiều thứ tụi con mơ ước bà đã ban cho. Ví dụ là gì nào? Bà tặng tụi con sách, tập, viết. Thỉnh thoảng bà cho đồ ăn nữa. Bà già công nhận chịu thương chịu khó, chiều con trẻ, tốt tính lắm. Nghe nói các con bà toàn thành đạt, khá giả cả, mà bà chịu đi gom góp, lượm lặt phế liệu bán lấy tiền mua đồ cho bọn trẻ này. Trước, mọi người quanh đây cứ tưởng bà làm nghề thu mua sắc vụn phế liệu. Ai đời, có tuổi rồi mà cứ xách bao lượm lặt chai lọ giấy vụn. Sau này biết bà thu gom vậy cũng sạch sẽ, lại bán được tiền mua sách tập viết cho bọn trẻ mồ côi. Nên nhà ai có chai lọ bỏ đi đều mang đến tận nhà cho bà. Hàng xóm thấy vui vẻ, gần gũi hơn. Không cần đánh giày nữa, con đưa cô vào gặp bà tiên đó đi. Mẹ, mẹ chỉ muốn giúp bọn trẻ mồ côi. Mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến các con. Mẹ cho con xin lỗi. Con lúc nào cũng bận rộn, nên chẳng bao giờ để ý những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Con sẽ phụ mẹ. Trong cuộc sống, có những việc làm, những hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục và biết ơn. Những việc làm giản dị nhưng hết sức chân thành của họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu sắc, để chúng ta tin tưởng rằng người tốt vẫn luôn hiện hữu và điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta. Vườn cải của mẹ. Sắp tới, trường múa có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Hân vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Các con phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn vào đội tuyển đi thi nha. Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp, thì đợt thi tuyển này trong khả năng của mình. Thực ra ôn lại thì cũng chỉ là những động tác đã cũ, nên nhất định mình sẽ tìm những động tác mới mẻ và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Con tập luyện thế nào rồi? Rất tốt mẹ, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng. Đừng chủ quan nha con. Dạ con nhớ rồi ạ. Mẹ đi ngủ sớm nha. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi Hân bước vào lớp học múa và phải đi học xa nhà. Biết Hân yêu múa nên mẹ luôn tạo điều kiện để Hân học tập tốt nhất. Rồi ngày tuyển chọn cũng tới. Với màn biểu diễn này, chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện lâu nay của các con. Bạn Khánh Chi, bạn Thi, bạn Ngân, bạn Hoàng và bạn Nga. Nào, cả lớp hãy cho các bạn một tràng pháo tay động viên nha. Mình đã quá chủ quan và sơ suất rồi. Thì là mình đã tự đánh mất đi cơ hội của bản thân.
Hân buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ đã đón Hân và hiểu tất cả. Sau 2 ngày ngủ vùi trong phòng, mẹ cũng bước vào để thủ thỉ cùng con gái. Con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt. Tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ. Ôi, lâu lắm rồi mình mới được nhìn ngắm mẹ trong khung cảnh này. Thiệt là bình yên. Lâu rồi con không về, vườn cải nhà mình tươi tốt quá mẹ ơi. Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng, mẹ mới vơi đi nỗi nhớ con đó. Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ, mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, thì cũng chính là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Vì thế, ngày nào mẹ cũng phải ra coi ngó cẩn thận đó con à. Mẹ nghĩ, nếu con muốn thành công và đạt được kết quả tốt trong bất kỳ việc gì, thì không nên chủ quan. Cũng giống như việc muốn có được ngôi nhà vững chắc, thì ta phải xây dựng nền móng vững chắc. Đây là bài học dành cho con, vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thiệt tốt, mẹ tin cơ hội sẽ lại đến với con. Mẹ ơi, con đã hiểu rồi ạ. Vì quá chủ quan và tự tin vào năng lực của bản thân mà con đã bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng con sẽ ghi nhớ bài học hôm nay mẹ dạy, để một ngày nào đó có thể tự hào khoe với mẹ rằng con đã thành công. Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất. Anh và em. Mẹ Phương gọi anh Hoàng là chuột, còn Lan là sóc. Sóc mới 6 tuổi thôi, nhưng đã tỏ ra rất tốt bụng và thân thiện nên ai cũng yêu mến cô bé. Còn anh chuột đã 10 tuổi rồi mà còn ham chơi và hay ghen tị với em sóc. Nhất là những lúc em sóc được mẹ cưng chiều hơn. Ba đi công tác xa, thi thoảng mới về nhà. Còn mẹ Phương ở nhà vừa chăm sóc 2 anh em, vừa buôn bán thêm để lo cho gia đình. Một buổi chiều nọ. Chiều nay mẹ phải đi lấy hàng về trễ. Hai con ở nhà nhớ ngoan nha. Anh chuột coi em cẩn thận giùm mẹ. Mẹ đi đây. Mẹ ơi, tại sao con phải coi em? Mà lại chỉ được có 1 cái kẹo mút thôi ạ. Nhà chỉ còn có 3 cái kẹo đó thôi con. Con lớn hơn em thì nhường em nha. Mẹ thiệt là không công bằng. Lúc nào cũng dành phần hơn cho nó. Anh chuột ơi, em chỉ ăn hết có 1 cái thôi. Cho anh nè. Anh không thèm. Kẹo mút thì có gì ngon kia chứ. Thôi em tự chơi đồ chơi một mình ở nhà đi. Đừng có mà lẳng nhẳng bám theo anh. Sóc thấy anh bỏ đi chơi, liền lôi bộ xếp hình ra chơi một mình. Một lát sau, Sóc thấy chán nên cũng chạy ra ngoài chơi. Ngoài đường thiệt là vui, bao nhiêu là người và xe đi lại. Sóc thích quá, cứ men theo rìa đường mà đi. Ôi, con đường này nhiều hoa đẹp quá. Còn có nhiều chuồng chuồng nữa. Mình đi bắt về cho anh chuột chơi cùng. Mẹ ơi, anh chuột ơi, nhà mình ở đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Sao tối rồi còn đứng đây chơi một mình thế này? Con bị lạc đường, con không biết đường về nhà. Thế con có nhớ số điện thoại của ba mẹ không? À, may quá, con có nhớ số điện thoại của mẹ. Cô giáo con dạy là phải học thuộc số điện thoại ba mẹ mà. Vậy để bác gọi điện cho mẹ con, tới rước con nha. Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con mãi chơi. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Sóc ơi, em đi đâu rồi? Hay là em bị bắt cóc rồi? Anh ân hận lắm. Anh biết đi tìm em ở đâu đây? Ôi, Sóc, Sóc về rồi nè. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh chuột đừng khóc. Từ nay em không đi chơi một mình nữa đâu. Các con nghe mẹ dặn nè. Đã là anh em thì phải biết yêu thương chăm sóc cho nhau. Nếu bữa nay Sóc không gặp được các cô bác tốt bụng
mà gặp kẻ xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tụi con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng nhiều. Con đã biết lỗi rồi ạ. Từ nay con hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Dạ, con cũng không tự ý đi chơi một mình khi chưa xin phép mẹ đâu ạ. Anh chị em trong nhà hòa thuận thương yêu nhau mới tạo ra một gia đình thực thụ. Chúng ta cần rèn giũa tình cảm ấy, phải luôn chăm sóc yêu thương tình cảm ấy, bởi bạn có đi bao xa cũng không thể nào tìm được một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng tự hào như thế. Bãi đất trống. Bãi đất trống trước cửa nhà Jin bỗng nhiên trở thành bãi rác từ bao giờ. Đầu tiên chỉ có một gia đình tới đó đổ rác, đội vệ sinh còn dọn dẹp. Sau đó người dân trong khu phố thấy vậy cũng vứt rác theo. Bãi rác cứ thế lớn dần lên và không còn ai dọn dẹp nữa. Các con không được xả rác bừa bãi, như vậy là mất vệ sinh và mất đi vẻ đẹp của môi trường xung quanh mình. Mẹ ơi, tại sao bãi đất trống trước cửa nhà mình người ta cứ vứt rác bừa bãi thế mẹ? Không phải đất nhà mình thì thôi, có ý kiến cũng không được con ạ. Người ta cứ vô tâm xả rác là mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cứ mãi thế này, ai mà chịu được chứ? Ít lâu sau lại xuất hiện những đứa trẻ đến móc bọc, càng làm cho bãi rác trở nên bừa bãi hơn. Jin mang chuyện bãi rác trước cửa nhà mình kể cho ông nội nghe. Ông cháu mình cùng nhau đóng một cái biển cấm đổ rác thiệt to nha con. Từ nay nhìn thấy tấm biển này chắc mọi người sẽ phải dừng việc vứt rác ở đây, ông ha. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Ông cháu này, đúng là rảnh hơi thiệt. Thế là cái bảng đã được dựng lên một cách trịnh trọng trước bãi rác. Nhưng hầu như không ai để ý đến nó. Người ta vẫn hàng ngày mang rác ra vứt bừa bãi, đè cả lên cái bảng, khiến nó đổ xuống. Công sức của ông cháu mình thành công cốc rồi. Một ngày nọ. À, chết tôi rồi. Ui, thằng bé đạp phải kim tim rồi. Sao lại có kim tim ở đây chứ? Bọn nghiện hút chắc thấy bãi rác nên vứt lung tung đây mà. Không biết có bị dính bệnh không nữa, nguy hiểm thiệt. Bãi rác cần được dọn dẹp sạch sẽ thôi. Nào, mọi người giúp tôi đưa thằng bé lên viện sơ cứu và làm các xét nghiệm cho cẩn thận trước đã. Mọi người thấy đó, bãi rác sinh ra bao nhiêu thứ rắc rối cho chúng ta. Các con nghiện xuất hiện, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh của khu phố. Các bác ơi, chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp bãi rác này nha. Đây là một khoảng đất đẹp, biết đâu nó sẽ là một chỗ vui chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi. Ông nói đúng đó, chúng ta cần phải làm một điều gì đó trước khi quá trễ. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp bãi rác thiệt sạch sẽ. Từ đó nó trở thành một sân banh mini cho đám trẻ của khu phố, trong đó có Jin. Cháu của ông ngoan lắm, còn nhỏ mà đã biết ý thức giữ gìn vệ sinh cho môi trường xung quanh. Chúng ta không chỉ giữ cho bản thân mình sạch sẽ, mà còn phải biết giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng nữa. Con nhớ nha. Bảo vệ môi trường là một việc rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho con người, vi khuẩn, bệnh tật, tệ nạn xã hội có điều kiện xuất hiện. Vì thế, mỗi chúng ta cần chung tay góp sức bảo vệ môi trường một cách thiết thực từ những việc làm nhỏ nhặt nhất, bạn nhé. Bồi thường bằng bữa tối. Hôm đó, Việt có hẹn với Hân qua nhà ăn cơm. Anh muốn giới thiệu cô với ba mẹ, nên ngay sau khi tan làm, anh đã lái xe qua đón cô cùng về. Vừa dắt xe về tới cổng, Việt đã thấy ba mẹ chờ sẵn ở dưới sân. À, thằng Việt về kia rồi ông. Thưa ba mẹ, con mới về. Giới thiệu với ba mẹ, đây là Hân, bạn gái con. Dạ, con chào hai bác ạ. Rồi rồi, vào trong nhà đã. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26. Con nhỏ hơn anh Việt một tuổi ạ. Được, được. Gái hơn hai, trai hơn một. Tuổi hai đứa như vậy là quá đẹp. Cái bà này, giờ là thời đại nào rồi mà còn quan tâm vấn đề ấy nữa? Tôi nói không đúng à? Tuổi tác rất quan trọng. Thời nào cũng thế hết. Kìa ba mẹ, Hân vẫn còn ở đây mà. Hai người đừng vậy. Cô ấy ngại, mất tự nhiên. Thế con ở quận nào? Ba mẹ con làm gì? Con ở tỉnh A. Ba mẹ con đều làm nông ạ. Con gái, con là gái quê à? Sao bác tưởng con ở thành phố? Ờ kìa mẹ. Việc thấy không khí có phần căng thẳng thì lên tiếng giàn giải. Từ lúc biết gia cảnh của Hân không được tốt thì mẹ Việt không còn cởi mở thân thiện với cô nữa.
Bữa cơm cũng vì thế mà rơi vào trạng thái nặng nề. Ai cũng mang một nỗi lòng riêng. Con chào bác, xin phép bác con về ạ. Con về nha. Lần sau rảnh lại qua bác dùng cơm. Thằng Việt chở bạn gái về cẩn thận nha con. Bà bị sao vậy? Con nhỏ nó chào bà không thèm trả lời nó một tiếng là sao? Tôi không đồng ý cho thằng Việt qua lại với cái Hân. Sao lại không đồng ý? Tụi nó yêu quý nhau. Cái Hân nó tốt như vậy, công ăn việc làm đàng hoàng, đâu có gì để bà phải chê trách đâu. Tôi biết nó tốt, nhưng gia cảnh nó túng quá, không phù hợp với nhà mình. Tôi cũng chịu bà, giờ mà vẫn còn đòi môn đăng hộ đối sao? Tôi không biết, tôi là tôi không chấp nhận tụi nó qua lại đâu. Cho anh xin lỗi. Về phần của mẹ, anh hứa sẽ thuyết phục được mẹ thay đổi suy nghĩ. Em đừng lo lắng gì hết nha. Việc về tới nhà, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi anh. Anh buồn bã, lại ngồi bên mẹ. Mẹ, mẹ không thích Hân là do hoàn cảnh nhà cổ phải không ạ? Đúng vậy, nhà nó hoàn toàn không phù hợp với điều kiện nhà ta. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Mẹ, tuy gia cảnh nhà cổ không bằng nhà mình, nhưng cổ được nuôi dạy rất tốt. Có công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Với lại, cổ còn rất hiền lành, tốt bụng nữa. Con thấy cổ chẳng có điểm gì để chê trách cả. Chia tay cổ, con không làm được đâu mẹ à. Hiền vừa kết thúc ca mổ, trở về nhà thì đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai. Hôm sau khi mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, Hiền chạy vào nước mắt ngắn dài. Sao vậy Hiền? Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, ba mẹ anh Long phản đối tụi con, không cho phép tụi con qua lại nữa. Tại sao ba mẹ thằng Long lại phản đối? Ba Long nói con không xứng với ảnh, nhà mình không xứng với nhà ảnh. Con là bác sĩ giỏi làm trong bệnh viện thành phố, nhiều người mong ước còn không được. Con có gì mà không xứng với nó chứ? Hiền không nói gì, chỉ khóc. Việc tiến gần tới chỗ em, thấy cái nháy mắt tinh nghịch của cô em gái. Anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã sai rồi mình à. Đáng lẽ ra tôi không nên ngăn cản chuyện tình cảm của thằng Việt và cái Hân. Chắc con bé đã buồn và khóc nhiều lắm. Đúng vậy, tụi nó đều trưởng thành hết rồi, đều có thể nhìn nhận được cái đúng cái sai rồi. Mình là cha là mẹ thì nên đứng sau đưa lời khuyên thôi. Đừng bắt ép các con bà. Mai tôi phải dậy sớm đi chợ mua mấy thứ ngon ngon về, nấu cơm, kêu cái Hân qua dùng bữa. Tôi thấy có lỗi với con bé quá. Cả thằng Long nữa, mai tôi phải kêu nó qua để nói chuyện cho rõ ràng mới được. Ông cười cái gì? Con Hiền nó thấy bà ngăn cản anh nó, nên nó mới nghĩ ra cách này đó. Thời buổi này rồi, không ai người ta đòi môn đăng hộ đối gì nữa đâu bà ơi. Vâng, tôi sai rồi. Gói quà quê. Buổi tối ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau thì ông bà nội dưới quê gọi điện lên. Ba bắt máy. Alo ba à, ba có khỏe không? Ba khỏe, mà sao hè rồi các con không cho cô Ken về chơi với ba mẹ? Dạ, vợ chồng con bận quá mà cô Ken còn phải đi học thêm nữa ba ạ. Bà, thằng cô Ken không về được vì bận học. Vợ chồng nó cũng bận lắm, không biết bao giờ mới về được. Trẻ con gì mà bắt học nhiều thế không biết. Thằng hai ngày xưa có bắt học nhiều như thế đâu mà vẫn thành đạt đó thôi. Ba ơi, con được nghỉ hè 2 tháng lận. Con đâu có đi học hè đâu ba. Ba cho con về nội đi ba. Ba mẹ thời gian đâu mà cho con về. Ba phải nói thế để nội thông cảm. Ba mẹ bận lắm. Với lại con về dưới đó nhiều sông nước, ba mẹ không yên tâm. Người lớn thì có hiểu. Một ngày nọ. À, nội hả? Nội có khỏe không nội? Ôi, thằng cu Ken đó bay. Nội khỏe, khi nào con mới về thăm nội? Dạ, con... Con phải đi học hả con? Dạ, con... Thôi, nội hiểu rồi. Nội gửi ít quà quê lên cho con. Con nhắn ba ra bến xe nhận nha. Ngày hôm sau, ba ra bến xe nhận rất nhiều quà của ông bà nội gửi lên cho Ken và gia đình. Toàn những món cây nhà lá vườn mà cả nhà đều thích. Ôi, mít dừa bưởi. Ngon quá ba ơi. Còn có cả củ hủ dừa nội đã muối chua sẵn cho mẹ nữa. Ba ơi, có một lá thơ nè. Hai à, hôm nay ba má gửi ít quà quê lên cho cả nhà con. Ba cẩn thận ghi chú lại từng món để không bị thất lạc. Con biết không, vườn mít nhà mình năm nay là lứa đầu tiên ra trái.
Ai cũng khen mít ngon nên ba gửi cho con đó. Nhưng con cho cô Ken ăn ít thôi kẻo nóng nha. Trái dừa chiều qua ba mới nhờ thằng Tư leo lên hái giùm. Là nhớ cái hồi con trạc tuổi nó, con cũng leo lên hái dừa cho ba. Giờ con đi làm công sở quen, nên con có về chắc cũng không trèo dừa hái cho ba được nữa rồi. Mẹ còn làm sẵn củ hủ dừa muối chua. Con nhớ dặn vợ con để tủ lạnh ăn dần. Ba mẹ nhớ cô Ken, nhớ vợ chồng con nhiều lắm. Em sai rồi mình ạ. Ngày mai em sẽ sắp xếp mọi việc. Mình cùng đưa Ken về quê thăm ba mẹ nha. Mình à, ba mẹ không giận vợ chồng mình đâu. Nhưng ba mẹ nhắc khéo mình phải cho con biết quê hương nguồn cội. Hè năm nay tôi quyết định cho cô Ken về quê chơi một tháng. Nội ơi, nội đợi con về nha. Dù có đi đâu, làm gì, thì hãy nhớ dành thời gian quan tâm đến ông bà cha mẹ và luôn nhớ đến mảnh đất nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Nơi chôn rau cắt rốn như câu ca đã nhắc nhở. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ứng xử với con trẻ. Bữa đó trời nóng nực, Giang ghé vào một quán vỉa hè làm một ly trà đá cho mát. Tiện nghỉ ngơi vì phải đi một đoạn đường dài. Ngồi cách Giang không xa có một đứa trẻ đang núp vào một bóng mát trước quán. Ngồi nghỉ ngơi và ăn bánh mì trông rất ngon lành. Vô đây mà ngồi cho mát nè con. Dạ thôi, con ngồi đây cũng được ạ. Không biết con cái nhà ai mà cũng đừng buồn. Không sao ạ. Nè con, lại đây bán cho cô vài tờ. Dạ, con chào cô. Em chào anh. Chú thấy đó, đừng có tưởng con nít không biết gì đâu nha. Chúng còn biết hơn người lớn chúng ta rất nhiều đó. Nên khi nói chuyện cùng trẻ nhỏ, cô phải cư xử đúng mực, không để tổn thương đến tâm hồn con trẻ. Có đúng không chú? Chị nói phải. Bữa nay em cũng cảm thấy mình đã nhận được một bài học ứng xử từ một đứa trẻ. Con búp bê bằng vải. Bữa nay là cuối tuần nhưng mẹ vẫn bận biểu với cửa hàng lắm. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ quay lại nói với Bo. Nhà mình sẽ chuyển tới một nơi to lớn hơn, xinh đẹp hơn con nha. Thiệt không mẹ? Thiệt chứ, con sẽ có một căn phòng rộng rãi và nhiều thứ con thích. Tha hồ mà bày biện trang trí nha. Không biết ở chỗ mới có như thế này không ta? Có tiếng chim hót lạnh lót, có nhiều cây xanh. Chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn ngắm mọi thứ. Đúng rồi, mình phải báo ngay tên này cho bé Bông mới được. Bông nè, nếu anh Bo không ở đây nữa, bé Bông có buồn không? Anh Bo đi đâu cơ? Anh Bo dọn tới một ngôi nhà mới. Mẹ anh nói ngôi nhà ấy to lắm, có phòng riêng và rất đầy đủ tiện nghi. Vậy à? Thôi em phải về đây. Tưởng đó Bo không thấy Bông qua nhà mình chơi nữa. Từ xa, chiếc xe tải tới chuyển đồ đạc của gia đình Bo qua căn hộ mới. Bo kéo cái vali nhỏ xíu, ngậm ngùi nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình. Anh Bo! Bông à, em đi đâu mà mấy bữa nay anh Bo không tìm thấy? Bông giận anh hả? Không, Bông ở nhà làm cái này cho anh Bo nè. Cái gì thế? Con búp bê bằng vải. Anh Bo không được quên Bông đâu đó. Bé Bông ngoan, cô sẽ thường xuyên đưa anh Bo về chơi với con nha. Dọn qua nhà mới, ngôi nhà đẹp và rộng hơn gấp nhiều lần ngôi nhà cũ. Nhưng Bo không cảm thấy vui. Mỗi người có một phòng riêng cho mình, không ai quan tâm với ai. Không có những bữa cơm tối gia đình sum họp, không nghe tiếng chim lạnh lót và không có cả bé Bông. Mẹ đi sớm về khuya nhiều hơn, Bo cảm thấy mình thiệt lạc lõng. Mẹ ơi, hay là mình dọn về nhà cũ đi, ở đây con buồn lắm. Mẹ thấy tốt mà, con hãy tập làm quen dần đi nha. Con mê man gì thế? Mẹ gọi hoài mà chẳng chịu dậy, con bị sốt rồi đấy nè. Hóa ra con vừa nằm mơ hả mẹ? Mình chưa chuyển nhà đúng không ạ? Mẹ ơi, mẹ đừng bán ngôi nhà này nha mẹ. Con không muốn đi đâu cả. Tại sao nào? Vì nơi đây con có nhiều thứ quen thuộc.
con thấy ngôi nhà luôn ấm áp và rộn rã tiếng cười mẹ à. Quyết định chuyển nhà đi khiến con mẹ lo lắng phải sao? Vậy thì mẹ sẽ bàn với ba không dọn đi nữa. Đợi khi nào cu Bo nhà mình trưởng thành thì chúng ta tính tiếp nha. Con cảm ơn mẹ. Anh Bo ơi, anh Bo. Ngôi nhà là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi con người chúng ta. Vì thế, khó ai có thể rời xa được ngôi nhà của mình. Hãy luôn yêu quý và chăm sóc cho ngôi nhà của mình mỗi ngày để cảm nhận hết sự yêu thương và ấm áp nơi ta đang sống nha. Tư duy ngược. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhà trường tổ chức hội chợ dụng cụ học sinh tại một công viên nhỏ. Có cả triển lãm báo tường nên rất đông quý phụ huynh cùng con em mình tham dự. Mẹ cũng dẫn Hiển đi để mua thêm đồ dùng học tập cho năm học mới. Mọi người tới quá đông nên công viên trở nên nhốn nháo. Nhất là trước cổng công viên, rác và chai lọ vứt lung tung. Con uống xong, nhớ là phải bỏ rác đúng chỗ nha con. Rác vứt bừa bãi thế này thiệt là ý thức kém quá. Mẹ ơi, đã có các cô chú lao công dọn rồi mà. Con đừng nghĩ như vậy. Chỉ cần một người không có ý thức bỏ rác đúng chỗ thì đã làm cho mỹ quan chung xấu đi rồi. Vậy khi con bỏ rác đúng chỗ cũng giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn. Sau khi dặn dò Hiển, mẹ tranh thủ thời gian đến các quầy hàng lựa chọn đồ dùng. Lúc đó Hiển để ý một cô lao công đang ngồi ôm chân ở ghế đá, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Cô ơi, cô bị mệt phải không ạ? Con mời cô uống nước. Cảm ơn con, cô có nước đây rồi. Cô đang bị đau ở đâu ạ? Cô đạp trúng một vật nhọn nên chân bị đau, bữa nay rát nhiều quá con ạ.
Vậy sao cô không nhờ ai làm giúp rồi về nghỉ ngơi đi ạ? À? Bữa nay là cuối tuần, ai cũng nghĩ cô xin đi làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Giờ gặp phải sự cố. Vậy cô chờ con chút nha. Con và các bạn sẽ phụ giúp cô. Phải đó ạ, à, cô hướng dẫn tụi con nha. Trong chốc lát, cổng chính và công viên đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Nhiều phụ huynh thấy con mình tham gia lao động cũng chung tay cùng các con dọn dẹp, làm vệ sinh cho cổng công viên sạch đẹp. Mọi người cũng bảo nhau phải bỏ rác đúng nơi quy định. Con trai của mẹ đã lớn thiệt rồi. Con nhờ các bạn giúp cô lao công dọn rác. Chân cô ấy bị đau mẹ à. Sao con nhờ được các bạn tới phụ giúp con vậy? Ở lớp thầy cô cũng dạy là phải giữ vệ sinh môi trường, nên con mới đề nghị một cái là các bạn nhận lời liền. Nhờ cô cháu mà bữa nay tôi đã hoàn thành công việc. Cảm ơn chị và cháu. Không có gì đâu chị, đây là việc cháu nên làm mà. Cháu bé. Nhiều lần bị tổ dân phố nhắc nhở việc đổ rác cẩn thận, nhưng chung quy lại cũng là do ý thức và trách nhiệm của mỗi người thôi mình à. Mình thiệt là đáng trách. Giá như lúc chiều mình nghe lời Ly, cùng nhau nhặt những mảnh vỡ ấy vào bãi rác, thì bà cụ đã không bị thương như vậy. Cũng may bà cụ không bị ảnh hưởng tới tính mạng, nếu không mình sẽ có lỗi lắm. Cuộc sống luôn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm với những việc mình làm và với cả những người xung quanh. Nhất là việc chung tay giữ gìn cho môi trường sống quanh ta luôn xanh, sạch, đẹp.